Tiếp tục với phần 2 của bộ truyện Hai Tên Báo Đời Cùng Xuyên Không Và Trở Thành Cha Con. Người cha là báo đời thì người con cũng là báo đốm. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Giờ thì vào chuyện luôn nào. Thế là Thẩm Lệ sẽ bắt đầu dạy học cho Châu Hoài Sơn. Hắn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi nên có ý nói. Chữ của sư phụ có phong thái như vậy, ắt hẳn học hành cũng có nền tảng. Nhưng mà ngoài chữ viết bá khí uy vũ, trình độ học vấn của Châu Hoài Sơn cũng không hơn Châu Bình quá nhiều. Thế nên Thẩm Lệ bắt đầu lo lắng. Qua trung thu không bao lâu là đến kỳ thi đồng sinh rồi. Ôi, gánh nặng đường xa, nhưng nếu đã đồng ý với người ta thì nhất định phải làm được. Nên hắn cũng sẽ cố gắng. Sư phụ, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học từ tứ thư ngũ kinh. Trong khi Châu Bình thì rất phấn khích, còn Hoài Sơn thì ủ rũ. Cứ như vậy buổi sáng Châu Hoài Sơn theo Thẩm Lệ học, buổi tối Thẩm Lệ viết chữ phong, ông ta phải chép sách và tất nhiên là không thể thiếu sự giám sát nghiêm ngặt của cô con gái Châu Thanh rồi. Thời gian thấm thoát thôi, đưa chớp mắt đã đến trung thu rồi. Châu Viễn từ học viện viết thư gửi về lễ trung thu không trở về, cùng với bạn bè đi thăm thú mấy ngày, hỏi xin trong nhà 5 lượng bạc. Đi cùng với đó là một bất ngờ lớn, cái gì, lão đại nhà họ Châu cũng làm ruộng sao? Châu Hoài Hải hắn vừa làm vừa nghĩ, lão nhị với lão tam năm nay trong tay có chút tiền thuê mấy người làm nên 3 ngày đã thu hoạch hết lương thực, còn chúng ta thì vẫn còn một vùng lớn chưa làm được bao nhiêu. Hắn lại bắt đầu giở trò ây ra, không được rồi, không được rồi. Châu Bình Đức gần cạnh đó lên tiếng, làm sao vậy, ngươi mới làm có nửa canh giờ vẫn còn rất nhiều đấy. Bên đây lão bà Tôn Thị cũng hét toáng, sao lại nổi gió rồi, lúa đều bị thổi bay hết rồi. Chúng ta mau về thôi, thời tiết như thế này có thu hoạch cũng không thu được bao nhiêu. Những lúc như thế này Châu lão gia mới nghĩ đến năm ngoái có lão nhị với lão tam làm thì lương thực của nhà chúng ta sớm đã thu hoạch xong rồi. Lúc này trời bỗng nổi gió lớn, Châu Bình lo lắng hỏi, nhị thúc, gió lớn như vậy đại tỷ với phụ thân cháu đi bán chữ sẽ không sao chứ? Châu Hoài Sơn cũng lo lắng lên tiếng, không được rồi, ta phải đi tìm Tiểu Thanh. Thẩm Lệ từ đâu đó xuất hiện ngăn cản, để đệ tử đi, tam thúc cũng không có nhà, nếu lỡ trong nhà có chuyện thì còn sư phụ xử lý, để con đi tìm người về. Lão nhị không đồng tình, trong nhà thì có chuyện gì được chứ, còn việc gì quan trọng hơn nữ nhi của ta. Nhưng vị công tử này vẫn một mực can ngăn, sư phụ ta với người đi thì cũng tìm cùng một hướng, có gì khác nhau đâu chứ, còn mưa lớn như vậy nếu như trên đường người lại gặp sự cố gì thì ta biết ăn nói thế nào với Thanh Nhi. Sư phụ nghe ta, nhất định ta sẽ đem người bình an vô sự trở về. Châu Hoài Sơn cứ cảm thấy như đang nghe phải những lời không nên nghe vậy. Lúc này trời đã đổ mưa lớn, Châu Thanh đề nghị, tam thúc chúng ta tìm chỗ trú mưa đi, phía trước hình như có một ngôi miếu hoang, được Thanh Nha đầu con ngồi cho vững. Sau đó họ đã đến ngôi miếu trú mưa, cơn mưa này quá lớn e là sẽ không tạnh ngay được. Hai người bọn họ cũng không về kịp, không biết người trong nhà thế nào. Lão tam lo rằng nhà của chúng ta không trụ được qua cơn mưa này, đang lo lắng chuyện trong nhà thì đột nhiên có 3 người cũng xuất hiện tại miếu, là bọn người Vương Cường. Kèm theo vẻ mặt gian xảo, hắn lên tiếng bảo, thật trùng hợp nha. Tất nhiên Châu Thanh không cho đây là sự trùng hợp. Một tên đàn em của hắn bảo, Cường ca, cơn mưa này cũng lớn quá rồi, sợ là hôm nay chúng ta không về được. Gương mặt hắn hiện lên nét bỉ ổi, không về thì không về. Hoài Lâm cảnh giác chắn trước người Châu Thanh, ngươi muốn làm gì? Vương Cường lại cười đắc ý, nhớ lại lời Vương Thị lần trước khi về nhà truyền lời, cô bảo mình cũng đến bái Châu Hoài Sơn làm thầy, tìm cơ hội gần gũi thân thiết với Châu Thanh. Chỉ cần gạo nấu thành cơm thì cái gì cũng xong xuôi hết, nhưng bọn họ với nhị phòng tam phòng Châu ra trở mặt, mình làm gì có cơ hội bái sư chứ. Sau đó hắn liền mượn danh nghĩa đi giúp thu hoạch lương thực, đã đi đến mấy lần đều không gặp được người. Thế là mấy hôm nay hắn bám theo Châu Thanh đi bán chữ, không ngờ ông trời giúp đỡ cho một cơ hội tốt thế này. Thấy hắn tiến lại gần, Hoài Lâm liền nhanh tay cản lại, ngươi muốn làm gì? Hắn còn không biết xấu hổ nói, tam thúc nói xem ta muốn làm gì. Ta đến nằm mơ cũng muốn động phòng với Châu Thanh đó. Lão tam tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hai tên đàn em của hắn cũng trưng ra bộ mặt tiểu nhân cười cợt. Lão tam vừa mắng chửi vừa xô ngã hắn một cú, tên khốn nạn cút xa ra. Bọn xúc sinh này còn buông lời lôi kéo Châu Hoài Lâm, thật đáng bị trời đánh mà. Lão tam liền muốn liều mạng với bọn khốn nạn này, cậu liền chạy tới ngăn bọn chúng lại, tranh thủ cho Châu Thanh bỏ chạy. Nhưng cũng chỉ chặn được hai tên đàn em, còn Vương Cường hắn bắt đầu đuổi theo Châu Thanh, không ngờ chân què mà cũng chạy nhanh như vậy. Tên tiểu nhân này thế mà lại nắm lấy tóc Châu Thanh kéo cô lại, miệng thì mở lời tính toán chuyện cũ, tiểu tiện nhân lần trước ở huyện thành ngươi đã đánh ta thế nào hả? Hôm nay ca ca sẽ trả lại ngươi gấp bội, không chờ đùa chết ngươi, tên ta đây sẽ viết ngược lại, tên ghê tởm này còn định hôn Châu Thanh. Bên này lão tam bị kẹp bởi hai tên đàn em, chỉ biết bất lực chửi rủa, xúc sinh mau thả con bé ra, ngươi không được động vào con bé. Cứ ngỡ hắn suýt chạm vào cô thì một con dao đâm thẳng vào người hắn, nhưng không qua sâu sau đó liền được rút ra, là Châu Thanh, cô có thủ dao trong người. 3 người bên kia cũng hóa đá vì kinh ngạc, tuy liều mạng nhưng tay Châu Thanh vẫn rất run, cô đã giết gà vô số nhưng đây là lần đầu tiên đâm người. Lúc này Vương Cường rất đau đớn nhưng hắn vẫn cố chửi rủa, mẹ nó con tiện nhân này. Châu Thanh nghe thế liền lao đến chém thêm một nhát vào đùi hắn, lúc này hắn đã ngã bịch xuống đất. 3 người kia liền sợ đến xanh mặt, Vương Cường cũng toát hết mồ hôi hột, Châu Thanh tiếp tục tặng thêm cho hắn một cước. Muốn động vào bà đây sao, đi mà mơ giấc mơ xuân thu của ngươi đi. Một tên đàn em sợ hãi cất tiếng, sao ngươi lại, sao ngươi có dao chứ? Châu Thanh liền quát lại, liên quan gì đến ngươi? Cô cũng nghĩ đi ra bên ngoài, con gái đương nhiên phải bảo vệ tốt bản thân rồi. Đem theo con dao trên người là bình thường lắm mà, không phải giờ dùng đến rồi sao? Chiều này là lúc học cấp 3, giáo viên quân sự đã dạy cô, dứt khoát để hắn đạt được ý muốn, đợi lúc hắn không chút phòng bị nào thì ra tay. Và bây giờ là đến lượt hai tên đàn em cô ra lệnh, thả tam thúc ta ra. Bọn chúng nhìn nhau như đang thầm tính kế gì đó rồi cũng thả người. Sau đó chúng làm hành động đầu hàng rồi bắt đầu biện minh, là hiểu lầm thôi, chúng tôi đều được Vương Cường thuê đến. Người xưa nói nhận tiền của người thay người diệt họa, cô nương đại nhân đại lượng đừng tính toán với chúng tôi.
Tên kia cũng nhanh nhảu tiếp lời, đúng đúng, chúng tôi là chạy việc thôi, không phải chủ mưu, nhưng giờ thì xui cho chúng đến lượt lão Tam chút giận. Không may một tên đã ngã trước mặt Châu Thanh, hắn định nhân cơ hội này vồ lấy cô. Thanh Thanh lại nhanh nhẹn để mũi dao ngay cổ Vương Cường. Hắn ta sợ hãi liền kêu tên kia lùi lại và hai tên này chỉ biết bất lực đứng nhìn. Châu Thanh đề phòng trường hợp xấu liền lên tiếng, thế thì làm phiền các ngươi tự trói bản thân lại. Thế là cuối cùng cũng giải quyết được ba tên ngốc nghếch này. Hoài Lâm lên tiếng, may mà con có đem theo dao để còn đối phó loại người không tốt đẹp này. Giải quyết xong rắc rối, cô lại lo lắng không biết khi nào mưa mới tạnh làm sao về nhà đây. Còn lão Tam thì nghĩ, may mà hôm nay là Thanh Nha đầu từ nhỏ đã đáo để to gan, nếu đây là dao nhi thì chỉ sợ là để Vương Cường đạt được ý muốn rồi. Nghĩ đã thấy sợ, vẫn là nuôi con gái cho đáo để một chút mới tốt. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Thẩm Lệ cũng gấp rút dẫn theo thuộc hạ tìm người. Mình nhớ đường lên thôn bên cạnh có một cái chùa hoang, nếu muốn tránh mưa nhất định phải đến đó. Một tên thuộc hạ thắc mắc nói nhỏ, Tự Dưng đại nhân quay lại gọi mấy người chúng ta đi mà cũng chẳng nói là chuyện gì nhỉ. Tên bên cạnh liền nhắc nhở, đừng nhiều lời, đi theo là được. Nhưng hắn cũng nghĩ nhìn vẻ mặt của đại nhân chắc là có chuyện lớn gì đó. Đúng là chuyện lớn thật, mà giờ thì cặp mắt của hắn đang hiện rõ chữ Thanh Thanh. Lúc này trước cổng chùa hoang cũng có người muốn trú mưa. Một tên thuộc hạ nói, mưa này quá lớn rồi, phía trước có chùa vào trong trú mưa trước đi. Thì ra trong xe ngựa có một vị đại nhân tên là Châu Vượng, trợ tá của phủ trấn quốc công. Vừa xuống xe, vị đại nhân này chạm mặt với Thẩm Lệ. Ngay lập tức Thẩm Lệ liền bật chế độ sát thủ Châu Vượng, trợ tá của phủ trấn quốc công. Trấn quốc công vì để giữ được quân quyền mà muốn ép hoàng thượng thoái vị sớm. Phò trợ nhị hoàng tử là cháu trai của trấn quốc công đăng cơ, hoàng thượng lệnh mình huấn luyện ám ảnh ở đây, Châu Vượng lại xuất hiện ở nơi này, không phải quá trùng hợp rồi sao? Thẩm Lệ liền ra lệnh bắt sống Châu Vượng, những kẻ còn lại giết. Chỉ trong chốc lát, đám thuộc hạ của Châu Vượng đều chết sạch. Vị đại nhân này chỉ có thể ngồi một chỗ chịu trận. Sau khi giải quyết nhanh gọn, Thẩm Lệ hạ lệnh, ngươi đem hắn về, những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ đi. Sau đó hắn đi vào ngôi chùa hoang, thấy được chiếc xe của Tam Thúc và Tiểu Thanh, hắn liền nhanh chóng chạy vào bên trong. Lúc này bên trong chùa, Châu Thanh đang vạch áo của Vương Cường ra, thì ra cô muốn cướp bạc của hắn. Trong lúc Thanh Thanh đang tra hỏi thì Thẩm Lệ bước vào, không tin cảnh tượng trước mắt. Cô thấy Thẩm Lệ thì liền hỏi, sao huynh đến đây? Cậu liền giải thích thời tiết đột nhiên thay đổi, sư phụ sợ hai người xảy ra chuyện bảo ta đến tìm xem. Quay sang ba tên kia, cậu muốn hỏi bọn họ là ai? Châu Thanh khinh thường nói, tự đến để bị cướp đấy, đều là đồ khốn, đừng quan tâm bọn họ. Lão Tam nghĩ tốt nhất chuyện này đừng để truyền ra ngoài thì hơn. Thẩm Lệ lại bắt đầu hùa theo Châu Thanh, muội đã cướp bạc của hắn, thế hai tên này đã cướp chưa? Cô không ngờ Thẩm Lệ lại như vậy, nhưng vẫn là ý hay. Cô chuẩn bị ra tay lần nữa thì Thẩm Lệ lại muốn tham gia. Hai tên kia hốt hoảng nhanh chóng khai báo, sau khi cướp bạc của ba tên kia cũng được tầm mười mấy lượng. Không ngờ chú mưa cũng có thu hoạch bất ngờ thế này, ai cũng đều có phần, chúng ta chia ba đi. Châu Thanh liền có ý trêu chọc ông chủ Thẩm. Một ông chủ nhỏ như huynh bạc đi cướp về thế này cầm cũng thuận tay lắm nhỉ? Hắn cũng vui vẻ đáp, muội dựa vào bản lĩnh cướp về. Ta dựa vào bản lĩnh đứng nhìn có phần, tại sao không thuận tay chứ? Thanh Thanh thuận miệng khen ngợi, đúng là có tiền đồ, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi mà trời vẫn không tạnh mưa. Lão Tam liền nói, sợ là chờ không được đến lúc mưa tạnh rồi chúng ta đi trước thôi, cậu vẫn đang lo cho cái nhà không biết có chống đỡ nổi cơn mưa này không. Thẩm Lệ thấy vậy lên tiếng hỏi, thế xử bọn họ thế nào? Châu Thanh liền đáp, tự sinh tự diệt đi, loại người như Vương Cường còn sống chính là một tai họa. Nhưng cô lại không thể giết hắn, nếu ai có thể tiện đường xử lý giúp cũng là phục vụ cho nhân dân. Không may cho Vương Cường là Thẩm Lệ lại biết hắn và cũng đoán ra được những chuyện đã xảy ra. Thẩm Lệ tặng cho hắn một cái trừng mắt trước khi đi. Không biết mai này Vương Cường sẽ bị xử lý thế nào đây. Sau đó ba người đã về đến cổng thôn liền nghe tiếng kêu của lão nhị. Mặt mũi hắn tèm lem nào là nước mắt nước mũi chạy đi tìm con gái. Châu Thanh vội lên tiếng, ta không sao hết, cha đừng chạy nữa, coi chừng vấp ngã nữa đó. Lão Tam liền hỏi thăm tình hình nhị ca nhà của chúng ta sao rồi. Nhưng vừa đổ mưa lão nhị đã ra ngoài rồi nên hắn cũng không biết nhà cửa giờ thế nào. Châu Thanh nghe xong có chút nghẹn ngào, cha dầm mưa bên ngoài suốt sao. Hoài Sơn liền đáp, cha muốn đi tìm con nhưng ngoài trời mưa lớn đến nỗi không nhìn thấy đường đi nên cũng không biết đi đâu tìm con hết. Cô nghe vậy cũng cảm động suýt khóc, lão nhị vẫn không quên cảm ơn tên đồ đệ này. Còn hắn thì lại thuận cả đôi đường, vừa tìm được người vừa bắt được Châu Vượng. Lúc này Châu Bình cũng đã đến, cha cuối cùng cha cũng về rồi, con lo chết đi được. Người mau về nhà xem đi, nhà chúng ta bị dột quá trời luôn. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng bầu trời ở đây vẫn âm u với một khung cảnh thương tâm. Tam phòng giờ đây mái nhà thì rột nát, mọi thứ chìm trong bể nước, Châu Hoài Lâm như hóa đá. Lúc này mẹ con Châu Giao đang hối hả múc nước, nhìn sang cha con Châu Thanh cũng không khá hơn là bao. Đám người đại phòng lại được dịp đắc ý, ôi chao, rột thành như thế rồi, tối nay sao mà ngủ đây, cũng thảm quá rồi đó. Cha con Châu Thanh chỉ có thể tặng cho bọn họ những cái trừng mắt. Châu Hoài Lâm cũng tức giận nhớ lại trước đó lúc trong nhà nói muốn sửa mái nhà. Phụ thân nói bạc trong nhà không nhiều, phân ra lần lượt sửa, sửa nhà của chính phòng trước, vật liệu còn lại thì sửa nhà bếp. Nhà mình với nhị phòng thì gác lại, tới bây giờ hôm nay lại còn cười được trên nỗi đau của người khác ư? Châu Thanh cũng đang nghĩ, mặc dù nén giận nhưng căn nhà này làm sao mà ở tiếp. Lúc này Thẩm Lệ đi đến đề nghị, viện tự ta mua là vừa mới sửa chắc là không dột mưa, hay là sư phụ và Tam Thúc cùng chuyển qua đó ở trước đi. Hai người họ nghe vậy liền mừng rỡ. Châu Thanh cũng vui không kém, tên này là phúc tinh của mình đấy. Thế là cả hai gia đình cùng di chuyển đến viện của Thẩm Lệ. Châu Thanh vừa vào bên trong liền thắc mắc, có một mình huynh ở sao mỗi phòng đều bố trí vật dụng vậy? Hắn liền giải thích, ta không thích căn phòng trống không, để vào ít vật dụng sẽ thấy như có người ở cùng ta. Cô nghe vậy liền nổi hứng trêu chọc, huynh không sợ bên trong thật sự có người à? Hắn có chút không hiểu ý cô,
Khuôn mặt cô trở nên đen tối, nói tiếp buổi sáng không nhìn thấy đến tối xuất hiện rồi tìm huynh nói chuyện đó. Thường là tên Tiểu Thiến Thu Nguyệt hay anh Ninh gì đấy, Thẩm Lệ vẫn bình thường nhưng cô lại vô tình dọa hai đứa nhỏ. Tỷ hai người đang kể chuyện ma hả tối khuya rồi nghe sợ lắm, cô thật sự không cố ý dọa hai đứa em mình nên nói được rồi tỷ không nói nữa. Sau đó Thẩm Lệ bắt đầu chia phòng, sư phụ người ở chính phòng phía đông bên này, Thanh Nhi và Giao Nhi ở phía tây bên kia, ta và Bình Nhi ở phòng cánh tây. Còn Tam Thúc Tam Thẩm ở phòng cánh đông, sắp xếp thế này được không? Lão Nhị vội lên tiếng, chúng ta đến ở nhờ sao có thể để một chủ nhân như cậu ở phòng cánh được. Lão Tam cũng đồng tình với cách nghĩ của Lão Nhị phải đó. Thẩm Lệ thấy vậy cũng từ tốn giải thích, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Nào có cái lý để sư phụ ở phòng cánh còn đồ đệ ở chính phòng được, sư phụ cứ đồng ý với ta đi. Hoài Sơn nghe thế liền cảm động thật, muốn cho đồ đệ này một like ghê. Và thế là họ cũng quyết định xong, được rồi khuya rồi chúng ta cũng không dây dưa nữa, cứ theo như cậu sắp xếp đi. Một lúc sau khi Thẩm Lệ đang nghỉ ngơi trong phòng thì Châu Thanh đến tìm hắn, vừa nhìn thấy cô thì hắn vừa yếu ớt, Châu Thanh liền sốt ruột chạy đến kiểm tra. Thật may là hắn không có sốt, nhưng sự đụng chạm đó khiến hắn có chút bối rối, giải thích không sao, không có bệnh đâu, chỉ là ta hơi mệt mỏi nghỉ chút là ổn thôi. Thì ra cô nấu chút đồ ăn để cảm ơn hắn, dù chỉ mới quen biết Thẩm Lệ mười mấy ngày ngắn ngủi, hắn cũng khách sáo đáp cảm ơn gì chứ, đều là việc nên làm. Gác lại chuyện cảm ơn sang một bên, Thẩm Lệ đề nghị hôm nay mưa lớn như thế, lát nữa ngâm nước nóng đi, chỗ ta có thùng gỗ lớn. Châu Thanh rất hào hứng với đề nghị này, được đó, thanh niên độc thân biết sống hưởng thụ thật. Cô vui vẻ cảm ơn, trong lòng cũng thầm nghĩ tắm rửa ở cổ đại không được tiện, mình sớm đã muốn ngâm bồn nước thư giãn rồi. Sau đó cô và Châu Giao đã nhanh chóng thư giãn tắm rửa. Thẩm Lệ bên ngoài chu đáo hỏi nhiệt độ nước thế nào, sau đó Châu Thanh liền đáp rất tốt, thanh niên này lại được dịp hạnh phúc khi phục vụ cô. Quay lại gia đình đại phòng, Châu lão gia có chút lo lắng đề nghị hay là gọi bọn chúng đến chỗ chúng ta ngủ đi, chen chúc một chút là qua được đêm rồi. Bà ta lại quát ông vội cái gì, đợi cái đã, người đàn bà này đang tính toán chỉ cần Lão Nhị Lão Tam chủ động mở miệng xin ở nhờ thì cả nhà có thể nhân dịp này bỏ hết hiềm khích trước đó, ngày mai có thể bảo Lão Nhị Lão Tam ra đồng thu hoạch thay lão đại rồi. Nhưng 10 phút sau, thậm chí là một tiếng trôi qua cũng không ai đến gõ cửa. Châu lão gia thật sự lo lắng, đừng nói chúng nó ngủ trên giường đất bị ướt đó chứ, ngủ trên đó sẽ hỏng người đấy. Bà ta thì không quan tâm, bảo một đám ngang ngược mặc chúng nó đi. Ông lo lắng chạy từ nhà nhị phòng sang tam phòng mà cũng không có ai, còn vợ ông bà ta chỉ quan tâm xem hai nhà còn thịt hay bất cứ thứ gì giá trị không. Rồi bỗng bà ta phát hiện gì đó la toáng lên, hai chiếc xe lừa dừng trong viện cũng không thấy đâu nữa. Có khi nào bọn nó đến nhà tên đồ đệ mà lão nhị nhận rồi không? Khi nãy cũng chính bà ta cười trên nỗi đau người khác, bây giờ lại quay lại trách. Đám khốn kiếp không có lương tâm, cha nương đều ở đây thế mà qua nhà người khác, ở đây là mong cha nương chết đấy. Ta sống hơn nửa đời người mà chưa từng gặp thứ bất hiếu như thế này, công nuôi nấng bao năm uổng phí hết rồi. Lúc này hai vợ chồng Hoài Hải cũng chạy đến, lúc này Vương Thị lại hỏi chúng ta ra ngoài không? Ý là tìm Lão Nhị Lão Tam thì bị Hoài Hải quát, lẽ nào đến nhà tiểu tử đó mời Lão Nhị Lão Tam về à? Còn không mau đỡ cha nương vào nhà, cha nương về phòng ngủ đi, bọn chúng cũng không thể ở nhà tiểu tử đó cả đời được. Châu lão gia đột nhiên nói, lão đại ngày mai ngươi đi gọi chúng về đi. Hắn còn quát cha của mình, cha không phải ta không đi, ta đi rồi cũng không mời về nổi. Ta cũng cần thể diện mà, không thể để hai tên đệ đệ sỉ nhục được. Ông chỉ có thể bất lực nghĩ nhà này thật sự phải phân ra rồi sao? Sáng ngày hôm sau bầu trời đã trong xanh, một con chim đang yên ổn trên cành thì bỗng bị tập kích. Đúng là sát thủ Thẩm Lệ bắn đâu chúng đó, chú chim liền gục ngã. Châu Bình ở bên cạnh xem mà phấn khích không thôi, vừa nhìn thấy Châu Thanh cậu liền khoe. Đại tỷ, kỹ thuật của đại sư huynh ta tốt lắm đó. Nhìn thấy Tiểu Thanh hắn liền quan tâm hỏi dậy rồi sao, hôm qua ngủ ngon không? Châu Thanh liền đáp lời chăn mới đệm mới, đương nhiên ngủ ngon rồi, cảm ơn huynh. Hắn có chút không hài lòng lại cảm ơn ư, giữa hai ta không cần khách sáo như vậy. Cô chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi tắn. Bỗng nhiên cậu nhóc Châu Bình chen vào giữa, phải đó đại tỷ, chúng ta đều hưởng cái phúc của nhị bá mà. Đúng lúc này Châu Hoài Sơn cũng vừa thức giấc, nhìn có vẻ vẫn còn say ke, nhìn thấy con gái hắn liền cầu xin, nữ nhi à, hôm nay ăn lễ có thể không học được không? Châu Thanh kiên định đáp, mấy hôm nữa là thi xong rồi, con sẽ cho cha nghỉ 3 ngày. Thế là hắn liền năn nỉ hết lời, con gái à, con thương cha một chút đi mà, ta đã học liên tục nhiều ngày như thế rồi con gái con à. Nhưng cô vẫn không chút động lòng, thương cảm người kêu con gái cũng vô dụng. Đột nhiên ông ta lại kêu bậy bạ, tiểu tỷ tỷ, lần này Châu Thanh cô chịu hết nổi rồi, cha coi Bình Nhi người ta cũng cùng cha học đó, sao người ta không kêu đòi nghỉ phép hả? Ông ấy liền phản bác, ta có thể so với nó à, nó bao nhiêu tuổi còn ta bao nhiêu tuổi, con gái à, học hành mà không cần mạng thế này, ta sợ ta mệt quá rồi đột tử. Lão nhị lại quay qua đe dọa, con nghĩ xem bản thân con đến đấy bằng cách nào. Cô vẫn không đồng ý, không được, nền tảng của cha vốn đã kém. Thế là ông ấy lại lăng ra ăn vạ, dù sao hôm nay ta cũng không học nữa. Hai vợ chồng Tam Thúc cũng thấy thật khó tin, đây còn là nhị ca của chúng ta à. Cuối cùng Thẩm Lệ cũng lên tiếng, được rồi, thật ra dạy cũng xong bài rồi. Lão nhị nghe thế liền vui mừng, đồ nhi tốt của ta. Nhưng rồi Thẩm Lệ lấy ra một xấp giấy nói tiếp, ta nghĩ từ nay mỗi ngày sư phụ cứ làm 2 bộ đề đi. 5 bộ đầu là đề thi thật của kỳ thi đồng sinh ở huynh Thanh Hà 5 năm gần đây. Mấy bộ phía sau là ta dựa theo dạng đề của đề thật tự ra câu hỏi luyện thi để sư phụ luyện tay. Châu Hoài Sơn lúc này như bị rút cạn máu vậy. Châu Thanh liền nghĩ, mặc dù nền tảng của Châu Hoài Sơn kém lại không chịu học hành, nhưng được ở chỗ đầu óc linh hoạt trí nhớ tốt có thể suy 1 ra 3 nên làm đề thi có thể giúp ích rất nhiều cho ông ấy. Cô liền thay phụ thân đồng ý, thế cứ làm theo huynh nói đi. Châu Hoài Sơn lại nhất quyết, hôm nay không chịu học. Ai muốn làm thì làm, dù sao hôm nay ta cũng phải nghỉ phép.
Châu Thanh bắt đầu ra chiến lược, cha muốn nghỉ cũng được, đợi lát nữa con vào thành mua nồi đồng với thịt dê, tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu với đồ nướng. Cha cứ ở đó mà nhìn đi, nếu có xương dê hầm ta cũng mua một bộ. Hoài Sơn liền bị thuyết phục, tinh thần phấn chấn, học hành cho ta niềm vui. Ông ta đúng là một đứa trẻ to xác mà. Hoài Lâm thấy vậy thì thầm với vợ, từ lúc nhị ca bắt đầu đi học cứ như đã biến thành một người khác vậy. Gác lại chuyện này, Hoài Lâm muốn bàn bạc với Thẩm Lệ một chuyện, cậu có cho thuê căn nhà này không? Chuyện này vừa đúng ý Thẩm Lệ, cậu cũng đang nghĩ cách giữ chân họ lại mấy ngày. Nhưng cậu không có ý lấy tiền họ, Tam thúc quan hệ của chúng ta, lẽ nào mọi người ở ta còn thu tiền thuê sao? Ta là đại sư huynh của Bình Nhi mà. Lão Tam rất biết trước sau cậu cũng không thể ở nhờ đây mãi được. Thẩm Lệ lại lấy lý do một ngày làm thầy suốt đời làm cha, nhà của ta chính là nhà của sư phụ. Không lý nào người nhà của sư phụ ở nhà của đồ đệ còn phải trả phí, Tam thúc nói như vậy chính là coi ta là người ngoài rồi. Hai vợ chồng Hoài Lâm nghe mà thấy ấm lòng. Cậu nói thêm, nếu mọi người chịu ở cùng ta náo nhiệt một chút ta cầu còn không được đó. Châu Bình liền ôm trầm Thẩm Lệ nịnh nọt, đại sư huynh đúng thật là đại sư huynh ruột của ta. Cậu cũng xoa đầu Tiểu Bình, nhà ta chính là nhà đệ cứ việc ở, đã nói đến như vậy ai mà từ chối được chứ. Nhưng lão Tam vẫn hiểu chuyện, nếu ở không trả phí thì ăn uống nhà bọn họ sẽ lo, Thẩm Lệ cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này Châu Thanh chuẩn bị vào thành, Bình Nhi liền xin phép muốn đi cùng. Đại tỷ, năm nay ta không thi nên không cần làm đề thi, ta có thể vào thành cùng tỷ không? Châu Thanh định suy xét nhưng Thẩm Lệ lại ngăn cản, không được, từ hôm nay trở đi đệ phải luyện chữ rồi. Cậu nhóc có chút hụt hẫng, ngày mai không được sao, hôm nay là trung thu mà. Hắn liền lý sự, học hành không phân sớm muộn và học tử không phân ngày đêm nên việc học không thể chậm trễ. Thì ra công tử đây muốn dành thời gian riêng tư với Châu Thanh nên không cho thằng nhóc theo. Bình Nhi còn định nói thêm gì đó nhưng phụ thân đã bay đến ký đầu, cậu mau đi viết chữ đi. Châu Thanh cũng phải ngạc nhiên với tốc độ ánh sáng này. Trước khi đi, Tam Thẩm dặn dò về sớm nhé, tối trung thu ăn cơm đoàn viên. Cuối cùng Thẩm Lệ cũng được toại nguyện, chỉ còn có hai người. Châu Thanh để ý hắn cứ cười suốt, huynh cười gì vậy? Hắn cũng thật thà trả lời, sau khi quen biết muội ta sống rất vui vẻ. Châu Thanh cũng thấy lạ, huynh thú vị thật đấy, từ khi chúng ta quen biết hình như là ta vẫn luôn chiếm hời của huynh mà huynh lại vui thành thế này. Hắn liền đáp, đương nhiên ta phải vui chứ, mỗi ngày quen biết muội. Đang nói đến đây thì đột nhiên mắt hắn bị thứ gì đó bay vào, cô cũng sốt ruột hỏi, sao vậy, có gì bay vào mắt rồi à? Cô liền ngăn tay hắn lại, đừng dụi và đừng nhúc nhích, có thể bụi bay vào rồi, để ta thổi cho. Khoảng cách gần như này khiến hắn mất tập trung lái xe nên xe cán phải đá. Mọi thứ xảy ra đột ngột khiến cả hai mất thăng bằng. Thẩm Lệ nhạy bén thấy sắp ngã xuống đá nên ôm chặt Châu Thanh cẩn thận. Hắn trước tiên vẫn quan tâm cô, không sao chứ? Cô liền ngẩng đầu lên đáp, ta không sao nhưng huynh ngã đau rồi phải không, mau đứng dậy. Hắn có chút khó khăn nói, lưng ta đau, hình như đụng phải đá rồi. Châu Thanh liền hốt hoảng. Cô nhanh chóng muốn kiểm tra đụng phải đá sao, ta xem nào, thật sự có đá này. Cô liên tục sờ tới sờ lui hỏi, huynh cảm thấy thế nào, có thể nhúc nhích không, hình như không có chảy máu. Hắn vẫn nói đau nên cô muốn kiểm tra kỹ hơn, thế này cũng không nhìn thấy được, hay là huynh cởi đồ ra xem thử. Hắn liền thấy không ổn vội tránh né, không sao, không dễ chảy máu như vậy đâu. Châu Thanh không nhận ra hắn đang ngại mà liên tục hỏi thăm, mắt cũng không sao rồi hả? Sao tai của huynh đỏ vậy, vừa rồi đè vào tai à, có chảy không? Hắn vội bỏ chạy, không sao không có chảy, ta đi dựng xe lên đây. Châu Thanh cũng không hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn vẫn khỏe thật. Sau đó họ vào đến huyện thành, đi ngang qua văn phòng tứ bảo của Thẩm Lệ. Trung Thúc nhìn thấy đại nhân liền mừng rỡ muốn chào hỏi nhưng hắn không hề để ý xung quanh. Trung Thúc có chút hụt hẫng, quả nhiên có thê tử là quên nương rồi. Hai người họ lúc này vừa đi vừa tán gẫu, Châu Thanh thắc mắc hỏi, đón trung thu huynh không về nhà sao? Hắn liền giải thích cặn kẽ, cha nương ta đều không ở nhà, họ đến nhà một bá bá của ta ăn cơm rồi. Trong cửa tiệm cũng chỉ có Trung Thúc, nếu ta về thúc ấy phải tiếp đãi nên ta không về nữa. Nghe vậy Châu Thanh gật đầu rồi nói, thế cùng đi bàn chuyện báo danh cho cha ta thì đi. Tại thư cục Vân Hải, trưởng quầy đang bị làm phiền bởi một thư sinh, khi thấy Châu Thanh thì mừng rỡ, Châu cô nương cô đến đúng lúc lắm. Mặc dù nói chuyện với Châu Thanh nhưng mắt ông vẫn để ý đến Thẩm Lệ, đến xin danh ngạch cho cha cô phải không? Vị công tử kia thấy vậy liền không vui, buông lời xúc phạm, cha ngươi là cái thá gì mà cũng muốn đi thi, nông phu sơn dã si tâm vọng tưởng. Hắn lại hống hách đem ngân lượng ra đuổi người, đây là 10 lượng bạc chưa bao giờ thấy chứ gì, mau cầm lấy và cút xa danh ngạch của ta. Thấy tên đó ném bạc sắp trúng Châu Thanh nên Thẩm Lệ liền ra tay định cản lại nhưng không ngờ cô lại bay đến chụp lấy ngân lượng. Châu Thanh vui vẻ nói, bạc từ trên trời rơi xuống sao lại không lấy. Rồi cô lại quay sang vị công tử kia nói, sao nào huynh cũng đến xin danh ngạch à, có tiền như vậy sao không đi mua chỗ ăn, nói khép nép mà xin gì chứ, thiệt cho huynh bao nhiêu. Tên công tử này thế mà lại ngốc nghếch nói ra sự thật, cô tưởng ta không muốn đi mua à, nếu không phải mấy hôm trước đi bắt dế lỡ mất thì giờ thì ta đâu cần tốn thời gian ở đây. Nghe tên kia nói xong, đột nhiên Thanh Thanh thấy sao mà cảm giác quen thuộc vậy ta. Thấy Châu Thanh có vẻ thắc mắc về người trước mặt, trưởng quầy liền giới thiệu, đây là em gì ta. Cô nghe vậy như sụp đổ, mối quan hệ như vậy mình còn cơ hội sao? Nhưng trưởng quầy lại đề nghị, thế này đi, hai người đều muốn có danh ngạch cuối cùng trong tay ta ư? Vậy so tài với nhau thì sao, công bằng công khai, ai thắng thì là của người đó. Nghe xong vị công tử kia như hóa đá liền khóc lóc, so tài cái gì chứ, ta là em rể huynh nha, dù là so tài thì ta cũng là đi cửa sau, huynh trực tiếp đưa cho ta không phải là được rồi sao? Sau đó lại quay sang quát vào mặt Châu Thanh, cầm ngân lượng rồi mau cút đi, đừng có ở đây cản trở lão tử. Trưởng quầy không bận tâm cậu em rể này mà quay sang hỏi ý Châu Thanh, Châu cô nương cảm thấy như thế nào, nếu như có thể chúng ta liền ấn định thời gian, cô cũng vui vẻ đồng ý được, mai liền có thể. Tên công tử này nhất quyết muốn từ chối, so tài cái gì mà so.
Mau cút đi, dựa vào quan hệ của chúng ta cô nghĩ so tài rồi cô có cơ hội thắng sao? Trong khi hắn định lao đến cô thì bị Thẩm Lệ chặn lại, tạo nên tình huống có chút khôi hài. Thế là trưởng quầy liền quyết định như vậy, giờ thì ngày mai tại hiệu sách. Đến lúc đó nếu Lệnh Tôn thắng, danh ngạch đấy sẽ là của hắn. Ông lại một lần nữa nói với Châu Thanh nhưng lại nhìn như hỏi ý Thẩm Lệ, cậu cũng thắc mắc ông ta nhìn mình làm gì. Nhưng Thẩm Lệ vẫn mỉm cười rồi quay sang hỏi Châu Thanh, muội thấy vậy có được không? Cô cũng cúi đầu tỏ ý cảm ơn, nếu như vậy thế đa tạ ông rồi, đây là một chút tấm lòng xin ông nhận lấy là quà nhà chồng đấy ạ. Tên công tử kia vẫn cố nói lời khó nghe, đồ nhà quê mau cút đi. Sau khi họ rời khỏi thư cục, Châu Thanh cũng không hiểu đây là tình hình gì, huynh quen vị công tử đó à? Thẩm Lệ cũng không rõ, có lẽ Trung Thúc sẽ biết, lát nữa mua đồ xong đi hỏi Trung Thúc xem, vì biết người biết ta, sư phụ cũng dễ chuẩn bị. Về đến văn phòng, Tứ Bảo như dự kiến Trung Thúc cung cấp toàn bộ thông tin về vị công tử kia. Em rể này của trưởng quầy Từ Phong Thư Vân Cục tên là Triệu Đại Thành, gia cảnh khá tốt, chỉ là không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. 16 năm trước thành thân với muội muội Từ Khả Bảo của Từ Phong. Phu thê ân ái không hề có thị thiếp, thông phòng sinh được một đứa con gái, năm nay 15 tuổi tên là Triệu Hy. Mấy năm trước từng đi học thi 3 năm liền không đậu nên từ bỏ rồi, ban đầu định mua chỉ tiêu của huyện nha. Chỉ là vì bắt dế mà đã đi ra ngoại thành một chuyến, đợi lúc hắn về chỉ tiêu đã bị bán hết rồi. Nghe xong Châu Thanh cứ liên tục thấy hình ảnh người quen đâu đây, cô lại thắc mắc một chuyện, trưởng quầy của thư cục Vân Hải trông thế nào cũng là người có học thức. Muội tử nhà ông ấy sao lại gả cho một người thế này? Trung Thúc liền giải đáp, năm đó Từ Khả Bảo đi chùa dâng hương trên đường gặp phải kẻ xấu. Là Triệu Đại Thành liều chết cứu giúp, vì cứu Từ Khả Bảo tay của hắn suýt chút bị người ta chặt đứt. Sau này Từ Khả Bảo gả qua đó, mặc dù Triệu Đại Thành không có chí tiến thủ nhưng đối với vợ và con gái hết mực yêu thương, nhà hắn của cửa hàng do tổ tiên để lại nên cuộc sống an nhàn. Nghe xong Thẩm Lệ lên tiếng, nếu Triệu Đại Thành chỉ là một công tử bột thế khả năng thắng của sư phụ vẫn rất lớn. Châu Thanh có chút sầu não, nếu so ai công tử bột hơn thì cha mình sẽ thắng chắc. Đột nhiên ánh mắt cô nãy lửa, nhưng nếu so học thức tứ thư ngũ kinh cha mình đã thuộc lòng rồi. Cái này không sợ hơn nữa, chữ cha mình cũng rất đẹp. Nhưng cô bình tĩnh suy xét lại, nếu Từ Phong muốn sắp xếp thi đấu chắc hẳn là ông ấy không bằng lòng cho Triệu Đại Thành chỉ tiêu này. Thẩm Lệ cũng đồng ý với suy nghĩ này của cô. Sau cùng Châu Thanh quyết định cứ thế này đi, nếu thật sự không được ta lại nghĩ cách khác. Thấy Châu Thanh đi rồi, Trung Thúc mới lên tiếng, không phải mấy hôm trước ngài đã mua một chỉ tiêu ở huyện nha, không lẽ ngài còn chưa nói nữa à? Lúc này Châu Thanh nán lại kêu hắn, thế là hắn vui vẻ chạy theo không thèm quan tâm Trung Thúc nói gì. Hai người họ vừa về đến cổng thôn lại gặp lão bà Tôn Thị và những vị phu nhân trong xóm tụ lại. Một người trong số đó lên tiếng, Thanh Nha Đầu giỏi giang rồi đấy, mua nhiều đồ như vậy, hiếu thuận bà nó ghê. Nghe nói Thanh Nha Đầu đã đến nhà hắn ở rồi, nguyên xe đồ như này phải bao nhiêu bạc chứ, người trong thành đúng là có tiền. Nhưng bên này cô chỉ tặng cho họ, ánh mắt khó chịu nhíu mày. Giờ lại đến nãy nãy cô độc mồm độc miệng, Thanh Nha Đầu còn chưa thành thân đừng để bụng bự ra đấy. Đừng để lúc đó hỏng cả thanh danh liên lụy Châu Nguyên và lão Châu gia, ta cũng không có loại người không biết liêm sỉ như vậy. Thẩm Lệ cũng khó chịu thay cô nhưng vẫn phải im lặng, nhưng đột nhiên Châu Thanh lên tiếng. Nãy nãy à, hôm qua bà còn nói cả đời bà Vương không sinh được đứa con trai quá là suối quẩy, sao hôm nay lại cùng nói chuyện rồi? Bà Triệu cũng ở đây sao? Nghe nãy nãy còn nói cháu trai nhà bà theo Vương Cường dạo kỹ viện bà cũng không lo quản ư? Bà ta vội chối cãi, ta không có nói, nhưng cháu gái bà vẫn tiếp tục. Còn bà Tống nữa, nãy nãy nói ngày nào bà cũng ngược đãi mấy cô con dâu trong nhà, con dâu cả bị bà ngược đãi suýt chút nhảy giếng rồi, có phải thật vậy không? Lúc này mấy vị phu nhân kia lửa giận đã bốc cháy. Hay cho bà già nhà bà bình thường mọi người cùng nhau nói chuyện, không ngờ bà xấu tính nói ta như vậy, chẳng trách hai đứa con trai của bà đều ra ở riêng đáng đời. Vậy mà bà ta vẫn cố chửi rủa Châu Thanh, con khốn, ta nói thế bao giờ, ngươi cút lại đây nói rõ cho ta. Sau khi xe đã đi qua chỗ ồn ào vừa rồi, Thẩm Lệ hỏi muội không giận sao? Cô chỉ thản nhiên đáp, giận gì chứ, bình thường quan hệ của mấy người họ với bà ta cũng không tốt. Có thể nói như thế chẳng qua là đố kỵ ta sống tốt mà thôi, như vậy càng tốt, chứng tỏ ta có bản lĩnh. Vừa về đến nhà, Châu Hoài Sơn và Châu Bình đã vui mừng đón. Đại tỷ cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ tỷ chết mất. Lão nhị cũng bắt chước theo, con gái cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ con chết mất. Cậu nhóc này đúng là lém lỉnh, thật chất là đang mừng những món đồ đại tỷ đem về. Cái nồi cao cấp quá, hai tầng luôn, còn có nhiều bột mì và nhiều thịt nữa này. Còn cả vải và quần áo nữa. Châu Thanh bắt đầu chia phần, tam thúc bột mì với thịt lợn và thịt dê chia đều cho hai nhà chúng ta. Đã dùng tổng cộng 5 lượng, ba văn thúc đưa ta 2 lượng 5 là được. Quay sang tam thẩm, quần áo trong đây là cho thẩm. Triệu thị thật thà nói, ôi đứa trẻ này sao lại tốn kém như vậy, nông dân chúng ta mà mặc đồ mua tiệm gì chứ. Cô chỉ vui vẻ đáp, mấy năm nay đều nhờ thẩm may đồ cho ta, lần này thẩm cũng phải mặc đồ ta mua cho thẩm đấy. Giao giao lại đây cũng có phần cho muội này. Cô bé vui vẻ ướm lên người, còn có của muội này có đẹp không? Đương nhiên đẹp, Giao Nhi trắng mặc gì cũng đẹp. Cô bé còn muốn khoe với phụ thân người thấy có đẹp không, nhưng phụ thân còn không thèm nhìn cô một cái. Lão Tam chỉ đang nhìn vợ mình, nàng cũng ướm thử xem nhất định rất đẹp. Châu Thanh thật đồng cảm với Châu Giao, cha mẹ là chân ái con cái chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thẩm Lệ bên cạnh cũng tiến lại gần Châu Thanh, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, tình cảm phu thê thật tốt. Gác lại không khí vui vẻ này, mau đem đồ xuống đi, Thanh Nha Đầu đi cả ngày rồi, ăn cơm sớm chút đi. Chỉ một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện, Lão Tam xúc động cảm thán ngon quá đi mất. Hai đứa con cũng xúc động không kém. Lão Tam vừa ăn vừa nghĩ, mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền để cả nhà được ăn ngon như vậy. Châu Bình cũng có suy nghĩ như phụ thân, liền lên tiếng bảo cha con nhất định sẽ học hành đàng hoàng, sau này làm quan lớn kiếm nhiều tiền, ngày nào cũng ăn lẩu thịt dê. Lão Nhị nghe vậy cũng lên tiếng, như người từng trải, đợi ngươi làm quan lớn kiếm được nhiều tiền thì sẽ phát hiện cực phẩm nhân gian còn rất nhiều.
Hắn lại nhớ năm đó lúc mình vẫn là hầu gia nhưng bây giờ cả thịt dê cũng khiến hắn xúc động ngon quá đi mất. Lúc này Châu Thanh lên tiếng thông báo đúng rồi cha, ngày mai cha phải vào thành một chuyến. Nghe con gái kể lại chuyện nhận lời so tài ở thư cục Vân Hải, Châu Hoài Sơn kinh ngạc không thôi, ta thi đấu ư? Con bảo ta thi đấu còn muốn ta thắng. Lửa địa ngục trong cô lại bắt đầu bùng cháy. Không thi đấu thì làm sao cha lấy được chỉ tiêu tham gia kỳ thi đồng sinh, và không có chỉ tiêu sao cha đi thi được? Ông ta sợ hãi đoán trước kết quả, dù ta có đi cũng không có lấy được đâu. Bình Nhi thấy vậy nhiệt tình cổ vũ, nhị bá tự tin lên, tin tưởng bản thân nhất định sẽ làm được. Cô liền bày kế sách gì đó cho cha mình, cha cứ làm thế này chắc chắn sẽ thắng, hãy tin con. Hoài Sơn vẫn có chút hoài nghi, vậy cũng được sao? Nhưng vẫn nghe lời con gái, thôi bỏ đi để ta đi chuẩn bị vậy. Thẩm Lệ bên này cũng báo một tin tốt, ta vừa xem bài mà sư phụ làm rất tốt đó. Đang yên đang lành bỗng có một tiếng quát lớn ngoài cổng, Châu Thanh, người cút ra đây cho ta. Tệ nhân không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi nói xem Vương Cường đi đâu rồi hả? Thì ra là mẹ Vương Cường bà ta vừa đến đã đứng bên ngoài chửi bới tìm con mình. Châu Thanh nghe Vương Cường xảy ra chuyện trong lòng vô cùng vui sướng, ai mà tốt vậy, vì dân phục vụ rồi. Vừa thấy Châu Thanh bà ta lại liên tục chửi rủa nói cô hãm hại con trai bà ta. Thẩm Lệ thấy bà ta có vẻ quá đáng định ra tay bảo vệ Thanh Nhi thì Châu Hoài Sơn từ trong nhà lao như bay ra đá bà ta một phát. Cút cút, bà không thấy con trai mình đâu thì đi tìm đi, liên quan gì đến con gái ta. Lão bà Tôn Thị thấy bà ta bị đá bay hoảng hồn tránh né. Bà ta còn định chửi thì nhìn cả nhà ba người đầy sát khí liền quay ra ăn vạ. Ta không sống nữa, ta còn sống làm gì, bị xui ra đạp ngã nhào ta còn mặt mũi gì mà sống tiếp. Tôn Thị thấy vậy vừa bênh vực vài câu, lão nhị sao ngươi có thể đạp người ta chứ? Lão nhị ngay lập tức xéo sắt đáp rồi sao? Lúc này thôn trưởng cũng đến rồi, còn có gia gia và đám người đại phòng. Thẩm Lệ liền lên tiếng trước Tam gia, nửa đêm nửa hôm bọn họ đến gây ầm lên, đến giờ vẫn không biết là vì chuyện gì, nếu đến ngài cũng bị kinh động rồi, có thể thấy không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên ám khí bao phủ hắn, nói tiếp chỉ là dù sao đây cũng là nhà ta. Trưởng thôn vội ho một cái lấy bình tĩnh nói Vương Cường đã một ngày một đêm chưa về nhà. Có người nhìn thấy hôm trời mưa Vương Cường và Thanh Nha đầu một trước một sau vào ngôi chùa hoang trú mưa. Lão nô bên cạnh cũng lớn tiếng lấy lại thể diện cho trưởng thôn là Vương gia đến hỏi xem tình hình. Thẩm Lệ lên tiếng thì ông ấy lại núp sau lưng trưởng thôn. Chỉ là hỏi xem tình hình thôi, sao hỏi kiểu vào cửa đã đánh người đấy hả? Hoài Hải cũng tài lanh lên tiếng, ngươi có thái độ gì đấy, nói chuyện với trưởng thôn kiểu gì vậy? Thẩm Lệ liền hỏi lại, thế ta nên có thái độ gì? Chỗ này là thôn Khánh Dương không phải thôn Vương gia, thôn trưởng của thôn Vương gia đến thôn Khánh Dương ra vẻ gì chứ? Hoài Hải lá gan như thỏ đế liền sợ hãi, bởi vì đó là thôn Vương Cường ở. Lão nô bên cạnh trưởng thôn cũng không khá hơn, mặt mày tái mét. Trưởng thôn nghe vậy cũng lên tiếng nhắc nhở, mẹ Vương Cường có cái gì thì hỏi đàng hoàng. Bà ta cũng sợ hãi lên tiếng hỏi lại, hôm trời mưa ngươi có thấy Vương Cường không? Châu Thanh nhất quyết trả lời không có. Bà ta lại bộc lộ bản chất, ngươi nói láo, có người tận mắt thấy ngươi và Vương Cường vào một cái chùa hoang. Châu Thanh liền nắm thóp hỏi lại, có người nhìn thấy là ai, nói tên ra xem. Cô không tin hôm đó trời mưa lớn như vậy có thể có người thấy cô và Vương Cường vào chùa hoang được. Thẩm Lệ liền đưa ra cách giải quyết, nếu đã có người nhìn thấy vậy thì báo quan đi, dù sao chúng ta có nói gì thì các người cũng không tin, cần gì lãng phí thời gian. Bọn họ cũng gắt gỏng thách thức, được đó, đừng tưởng báo quan là chúng ta sợ, ngươi báo đi, báo liền đi. Trưởng thôn cũng thấy cách này hợp lý, quay sang hỏi lão nô bên cạnh, thế thì báo quan ông thấy thế nào? Nhưng lại có người lên tiếng phản đối khiến mọi người chú ý, là hai mẹ con Hoài Hải đang cố biện minh, nửa đêm nửa hôm quan phủ làm gì có người, cho dù là báo thì cũng qua ngày mai rồi, làm lỡ một đêm lỡ mà Vương Cường có mệnh hệ gì thì. Châu Thanh liền vạch trần, không đúng, hai người đang giấu chuyện gì đó. Lão bà Tôn Thị liền lãng tránh, không nói cái này nữa, tìm Vương Cường quan trọng hơn. Mẹ Vương Cường bà ta cũng đồng tình liền lên tiếng trách Châu Thanh, nó là trượng phu của ngươi mà ngươi không thể nhẫn tâm như vậy được. Cả nhà ba người như chết đứng tại chỗ, trượng phu gì chứ? Thẩm Lệ lúc này bừng bừng sắc khí, hắn đang nén giận hỏi lại, gì chứ ta nghe không rõ, nói lại lần nữa xem. Bên này lão nhị còn hơn thế nữa, nhe nanh quát, bà nói tào lao cái gì, thằng danh khốn kiếp nhà bà sao lại thành con rể của ta rồi, con rể cái gì chứ? Bà ta cũng lớn tiếng cãi lại, nhà ông đã nhận lễ định thân của nhà ta, hai đứa trẻ cũng đã trao đổi thiếp canh, hôn thư đã viết rồi, Châu Thanh không phải con dâu nhà ta thì là gì? Hoài Sơn tức đến xanh mặt, nhà ta nhận lễ định thân của nhà bà hồi nào hả? Bà ta tỏ vẻ khinh thường nói, mấy hôm trước Trung Thu nhà ông đã nhận đủ 10 lượng bạc lễ định thân của ta, sao nào không nhận à? Ta nói cho ngươi biết, nếu con trai ta yên lành trở về, ngươi biết điều mà qua cửa đàng hoàng cho ta. Còn nếu con trai ta có chuyện gì, cho dù nó chết rồi ngươi cũng phải đi phối âm hôn cho ta. Thẩm Lệ lúc này mặt đầy sắc khí như sắp lấy mạng người, nhưng vẫn chậm hơn Hoài Sơn một bước. Ông đã nhào tới tát bà ấy một cái, trời giáng cái, bà già này lão tử nhận 10 lượng bạc của bà hồi nào hả? Thật kinh khủng, một cái tát thôi bà ấy đã thấy đầy sao trên trời. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, Châu Hoài Sơn đánh người sao, còn là đánh phụ nữ. Ngay cả con gái và con rể tương lai cũng hoảng hồn không kém. Hoài Hải ngu ngốc ra vẻ hào hiệp lên tiếng, sao ngươi lại đánh người, ngươi còn là người không? Ngay lập tức liền bị lão nhị nắm áo, cút ngươi là cái thá gì, ta đánh người thì làm sao? Bà ta bôi nhọ con gái ta không thể đánh à, đừng nói là bà ta, cả ngươi ta cũng đánh như vậy. Sau đó liền bị lão nhị đuổi, vẫn cố chấp mở miệng, ngươi đúng là trong mắt không có vương pháp. Hoài Sơn liền quay lại cha hỏi, ai đã nhận bạc của bà, ai đã trao đổi thiếp canh với bà? Nghe vậy cha Vương Cường lên tiếng, nương ngươi nhận đấy sao, nào muốn lật lọng à, hôn phu đều đã định rồi, ngươi lật lọng cũng vô dụng. Cha con Châu Thanh không ngờ đến phút chốc không biết phản ứng thế nào, lão bà Tôn Thị giờ đã có chút sợ sệt. Lão nhị bây giờ đã cuộn tay thành nắm đấm và ngay lập tức tặng cho Hoài Hải một cú. Lão bà Tôn Thị liền can ngăn nhưng cũng vô dụng, sơn tử ngươi điên rồi à, mau dừng tay.
Châu Thanh bên này cũng đột nhiên hỏi Thẩm Lệ huynh có dây thừng dây nịch gì đó không. Trong lúc lão nhi xem mê đánh người thì Tôn Thị nhảy vào. Châu Hoài Sơn, ngươi dừng tay cho ta không được đánh Hải Tử, muốn đánh thì đánh ta đi. Thế mà Hoài Sơn lại trả lời, bà tưởng ta không dám đánh à? Bà ta không tin vào mắt mình, đây còn là lão nhị hiền lành của ta không vậy? Nhưng bà ta vẫn liều mạng cản lại để con trai mình chạy. Châu Hoài Hải còn chưa định thần sao cú đánh thì một sợi dây đang vòng qua cổ hắn. Là Châu Thanh bất ngờ từ sau dùng dây xích cổ hắn. Trong khi lão bà đang hoảng hốt thì lão nhị lại dành lời khen cho nữ nhi mình, con gái ngầu quá ta. Cô lên tiếng uy hiếp, đứng yên đừng nhút nhích. Hoài Hải lúc này trợn trắng mắt, chân tự nhiên cũng tê rồi, đứng cũng đứng không nổi. Thẩm Lệ dường như đang thầm giúp sức cho Châu Thanh, Tôn Thị liền sốt ruột cầu xin, được ngươi buông tay trước, có gì từ từ nói. Thôn trưởng thấy thế cũng lên tiếng khuyên, Thanh nha đầu ngươi bình tĩnh lại và nghe Tam gia nói, hãy buông ra nếu không sẽ xảy ra án mạng nó. Cô vẫn kiên định đáp, Tam gia ta chỉ muốn biết sao ta lại định thân với người ta, rồi ai đã định cho ta. Vương Cường là cái loại gì chắc Tam gia cũng rõ mà nhỉ, là ai đã bán ta với 10 lượng bạc đó. Nếu hôm nay nói rõ ràng thì thôi, còn nói không rõ ta cũng không sống nữa trước khi chết kéo theo một người bầu bạn luôn. Thấy con mình sắp trầu trời, bà ta cũng không nỡ đứng nhìn, vội xuống nước cầu xin, Thanh nha đầu ngươi muốn xiết thì xiết, ta thả đại bá ngươi ra đi. Hoài Sơn cũng tiếp lời, con gái cha khảo nói rốt cuộc là thế nào. Bà ta cuối cùng cũng thừa nhận, bạc là ta đã nhận, thiếp canh là ta đã trao đổi, Thanh nha đầu ngươi muốn gì thì nhắm vào, ta thả đại bá ngươi ra đi. Châu Thanh thừa biết nãy mình làm, nhưng phải chính miệng bà ấy thừa nhận thì mới giải quyết tiếp được. Sẵn có trưởng thôn ở đây, cô liền nhờ ông giúp mình, Tam gia chuyện này cũng nên cho ta một lời giải thích chứ. Ông liền quay sang tra hỏi, rốt cuộc là thế nào, các người giấu lão nhị với Thanh nha đầu đi định thân rồi sao? Châu lão gia cũng xấu hổ thừa nhận 10 lượng bạc trao đổi thiếp canh đã định thân rồi. Thôn trưởng nghe xong nổi giận quát lớn, thế thì hủy hôn. Phụ thân Vương Cường đắc ý lên tiếng, lão Châu gia của ông ta đã ký hôn thư sinh tử không hủy được. Nếu không chúng ta có điên đâu mà đưa 10 lượng bạc. Hôn thư sinh tử là trừ khi bên nam chủ động hủy hôn với bên nữ, không thì cho dù bên nữ có chết cũng là quỷ của bên nam. Châu Thanh trừng mắt hỏi lại, trong khi tay thì siết mạnh không thể hủy. Được, không thể hủy chứ gì, thế thì giờ ta sẽ siết chết ông ta. Lão bà Tôn Thị thấy vậy hoảng loạn cầu xin, bà xin con mà con thả đại bá con ra đi, con có oán trách gì thì cứ nhắm vào bà thả đại bá con ra đi. Cô khinh thường nghĩ sớm đã nhìn ra trong lòng bà ta chỉ có Châu Hoài Hải với Châu Nguyên là quan trọng nhất và cũng là mệnh căn của bà ta. Đến nước này bà ta cũng cầu xin tên kia bỏ hôn sự này đi, chúng ta không kết nữa, trả lại bạc cho mấy người. Tất nhiên cha mẹ Vương Cường không chịu hủy, Vương Cường đã đi 2 ngày 2 đêm không có tin tức. Nếu Vương Cường thật sự xảy ra chuyện gì phải để Châu Thanh xuống dưới bồi nó, ai bảo con trai cứ thích nha đầu này. Lão bà Tôn Thị rốt cuộc cũng chỉ lo cho tính mạng con trai bà ta chứ không biết tội lỗi là gì. Thôn trưởng ông cứu Hải Tử đi, mau cứu Hải Tử đi. Rồi quay sang Châu lão gia, ông đứng đó làm gì, còn không mau xin thôn trưởng cứu Hải Tử. Châu lão gia đã sai càng thêm sai, vốn tưởng chỉ cần Thanh nha đầu gả cho Vương Cường thì nhị phòng với đại phòng coi như triệt để ràng buộc với nhau không tách ra được. Một mình tam phòng cũng không thể gây ra được chuyện gì, cái nhà này vẫn là cái nhà ban đầu. Mặc dù trước đây Vương Cường khốn kiếp nhưng hắn cũng thật sự thích Thanh nha đầu. Thanh nha đầu gả qua đó cũng không tính là chịu thiệt. Giờ ông mới thắc mắc tại sao Hoài Sơn lại làm ầm lên, không phải nó luôn nghe lời nhất sao, trước đây nó không có như vậy. Quay lại bên đây, thôn trưởng cũng đang bàn bạc với lão nô muốn hủy hôn vì hôn sự này không hợp quy củ. Nhưng lão nô lại nói hôn thư sinh tử này không có bản quy củ hay không đâu. Nếu đã định rồi trừ khi bên nữ trước khi xuất giá không còn sạch, nếu không sẽ không có lý do gì để hủy bỏ. Tôn Thị lại tiếp tục bỏ qua mặt mũi cầu xin, mẹ Vương Cường Hoài Hải là em rể của bà đó. Bà cứ mở to mắt nhìn nó chết như vậy sao, cứ hủy hôn sự này đi mà. Bà ta cũng không chút thương tình hôn thư sinh tử sao mà nói hủy là hủy được, và lúc mấy người ký nó thì nên biết rồi. Lúc này Châu Thanh cũng suy nghĩ, cho dù có giết chết Châu Hoài Hải mà nương của Vương Cường không chịu hủy hôn thì hôn ước này cũng không có cách nào giải trừ, nhưng nếu trước khi thành thân không còn sạch thì mình không sạch với ai được chứ. Đột nhiên lúc này Thẩm Lệ lên tiếng, trước khi thành thân bên nữ bất trung với bên nam, hôn thư này xem như được giải trừ rồi à? Châu Thanh nghĩ, không lẽ Thẩm Lệ muốn giúp mình, ai cũng đồng ý, đương nhiên ai mà thèm đôi giày rách mà người ta đã dùng rồi. Thẩm Lệ vẫn hỏi thêm, cho chắc là tự động giải trừ hay là lão nô kia vội cướp lời, tự động giải trừ, thôn vương chúng ta không cần loại nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy. Thế là Thẩm Lệ vội kéo Châu Thanh lại, khiến mọi người sửng sốt, hình như hắn định hôn cô để chứng minh với mọi người. Châu Thanh lúc này vẫn còn nghĩ đây là lần đầu tiên nhìn mặt của Thẩm Lệ ở khoảng cách gần như này, trông cũng ổn lắm chứ. Lão nhị vội vàng muốn ngăn cản thả con gái ta ra, nhưng có vẻ không kịp, hắn đã chạm vào trán của cô. Thanh niên này chủ động nhưng lại run rẩy đỏ hết cả mặt. Châu Thanh thì cạn lời, cô nghĩ chỉ vậy thôi hả, vậy là có sức thuyết phục dữ chưa. Châu Hoài Sơn bắt đầu chỉ tội, tiểu tử thối, ta biết mà, ngươi nhắm vào con gái ta. Cậu đang định giải thích với lão nhị thì bất ngờ Châu Thanh kéo cậu lại giả vờ hôn thật. Châu Hoài Sơn nhìn cảnh trước mắt hét lên như tuyệt vọng, mọi người xung quanh ai cũng đỏ cả mặt. Trước cảnh tượng này thì chỉ có riêng Châu Hoài Hải thì không, hắn bị siết đến mức sắp gặp ông bà rồi. Sau đó cô liền gửi lời cảm ơn, tầm này rồi ai mà không biết chút kỹ thuật diễn xuất chứ. Thẩm Lệ cũng bất lực trước sự đáo để của nha đầu này, nhịn không được liền đưa tay xoa đầu cô. Sau đó hắn lên tiếng, giải trừ hôn thư rồi, ai đã nhận bạc thì tìm người đó đòi. Thôn trưởng cũng nói bây giờ hôn ước đã được giải trừ rồi, khiến lão nô bên cạnh có chút bất đắc dĩ, tức giận đáp, đương nhiên. Nương của Vương Cường cũng tức tối nhưng không làm gì được, coi như các ngươi giỏi. Nếu ngươi đã không chịu giao con trai ta ra, thế ngày mai chúng ta gặp ở công đường. Thẩm Lệ cũng không khách khí được, chúng ta đợi thông báo của huyện nha và chuyện liên quan đến mạng người, ngày mai hai vị đi sớm một chút.
cuối cùng họ cũng phải ôm một bụng tức rời đi. Lúc này rồi mà lão bà Tôn Thị vẫn còn tiếc nuối số bạc đã nhận, sau đó quay sang mới nhớ ra con trai mình mau thả đại bá ngươi ra. Châu Thanh tất nhiên không dễ đáp ứng như vậy, thả ra ư, bà nằm mơ đi. Các người bảo định thân cho ta là định thân, bây giờ bảo ta thả người là phải thả người sao, bộ coi ta là con rối của các người chắc. Lúc này Tam gia cũng nghiêm túc ra quyết định, sau này các người không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của nhà Hoài Sơn. Chuyện của nhà Hoài Sơn, tất cả quyết định của các người đều vô hiệu. Châu lão gia liền không đồng tình, thế này làm sao được. Đúng lúc này vợ chồng Hoài Lâm cũng xuất hiện, nghe trưởng thôn nói vậy Hoài Lâm liền lên tiếng, thôn trưởng nhà ta còn có giao nhi đó. Ba người liền kinh ngạc trước câu nói này. Châu lão gia run rẩy hỏi, Lâm tử ngươi có ý gì? Cậu thẳng thắn nói ta sợ một ngày nào đó giao nhi cũng bị người ta hại. Châu lão gia ngay lập tức chột dạ tức đến phun máu. Lão bà Tôn Thị liền la hét, như bị hại chuyện thành ra thế này các ngươi vừa lòng chưa? Châu Hoài Sơn cũng không nương tay nói, cứ như là chúng ta đang hại người không bằng, người đang làm trời đang nhìn xét đánh thì ai cũng không thoát được đâu. Nghe con trai nói xong ông lại phun máu lần hai nhưng vẫn còn run rẩy, đưa tay về phía cháu gái nói, hôn ước cũng giải trừ rồi, chúng ta cũng đồng ý với thôn trưởng rồi, ngươi còn muốn thế nào, mau thả người. Châu Thanh liền đáp nói, không có bằng chứng cần phải ký tên đóng dấu mới chắc. Câu nói đúng là đòn chí mạng mà. Cô liền kêu phụ thân đi viết một tờ chứng từ, đi thẩm lệ cũng xung phong đi lấy giấy bút. Lão nhị nhìn thấy hắn liền muốn tính sổ chuyện khi nãy, đợi lát nữa ngươi chết với ta. Châu Hoài Sơn sau khi viết xong liền đọc to, thứ nhất hủy bỏ hôn sự của Châu Thanh và Vương Cường. Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay Châu Bình Đức và Châu Hoài Hải cùng người trong nhà không được can thiệp vào tất cả mọi chuyện của cha con Châu Hoài Sơn và Châu Thanh. Người làm trái phải bồi thường cho cha con Châu Hoài Sơn 5.000 lượng bạc, đồng thời chuyện bị can thiệp cũng vô hiệu. Thứ ba, Châu Bình Đức và Châu Hoài Hải cùng người trong nhà không được can thiệp vào tất cả mọi chuyện của cả nhà Châu Hoài Lâm. Thứ tư, Châu Bình Đức và Châu Hoài Hải cùng người trong nhà không được dùng bất cứ hình thức nào vu khống hãm hại Châu Hoài Sơn và Châu Thanh, người làm trái phải bồi thường 100 lượng bạc. Đột nhiên lão nhị dừng lại thắc mắc, hồi nãy là 5.000 lượng, sau cái này có 100 lượng, thẩm lệ đáp lát nữa sẽ giải thích với sư phụ. Sau đó đưa cho trưởng thôn xem lại một lượt. Ông cũng đồng ý và bắt đầu đóng dấu tay. Châu lão ra run rẩy nhận lấy, ông muốn mở lời nhưng hai đứa con trai không ai muốn lắng nghe. Ông giờ đây tuyệt vọng, người cả thôn đều biết lão Châu gia ta triệt để chia cắt rồi. Hơn nữa còn chia ra khó coi như vậy, kết thúc rồi được ta đóng dấu. Mọi người bên ngoài cũng hô hào giải tán, nhà ai không có chuyện vặt vãnh cũng đáng để các người đến xem sao, giải tán đi. Lúc này hình như cậu nhóc Thành Vũ cũng có mặt ở đó. Bên trong thôn trưởng đang nói chuyện với cha con Châu Thanh. Sơn tử nhớ học hành đàng hoàng, đợi ngươi thi đỗ rồi sẽ không ai dám bắt nạt Thanh nha đầu như thế nữa. Lão nhị nghe xong nghĩ, ông có thể đổi cách an ủi khác không? Trưởng thôn rất dễ thương, ông ấy luôn cổ vũ lão nhị hết mình, trước khi đi còn nói cố lên. Lúc này Châu Thanh mới phát hiện ra sự có mặt của Thành Vũ. Cậu nhóc liền hỏi thăm, Thanh tỷ không sao chứ? Cô hào sảng đáp, không sao, có thể có chuyện gì chứ, ngươi đều đã nhìn thấy rồi mà. Nhắc đến cậu lại nhớ cảnh được khi nãy, liền muốn dũng cảm bày tỏ lần nữa nhưng không thành. Tình địch của cậu đã đến cố ý đề nghị chúng ta đang ăn lẩu dê, có muốn ăn cùng không? Châu Thanh liền nhiệt tình tiếp lời, đúng đúng, ăn cùng đi. Cô không hề biết lúc này cậu nhóc đã mang một bụng thất vọng rồi, còn tên công tử kia lại mang một bộ mặt vô cùng gian ác. Và tất nhiên cậu nhóc không muốn ở lại rồi, Thanh tỷ không sao là được rồi, ta đi đây. Lão nhị đứng một bên cũng nhận ra cậu nhóc này rất thích con gái mình, liền bình phẩm, không ngờ sức hút của con gái mình lớn như vậy. Lại nhìn sang con gái và tên tiểu tử kia bên này, Châu Thanh rất thoải mái nói, hôm nay may mà huynh phản ứng kịp, cảm ơn nha huynh đệ. Thẩm Lệ sốc trước câu nói này, cô ấy xem mình là huynh đệ ư? Khác với Châu Thanh vô tư thì hắn đương nhiên không thể chấp nhận. Chuyện này đã như thế rồi nên ta sẽ không chấp nhận nữ tử nào khác nữa. Câu nói của hắn khiến cô có chút giật mình, hả, lại sao nữa, huynh đang nói gì vậy? Lão nhị cũng vội cảnh cáo, này này tên tiểu tử kia, ngươi làm gì đó, cách con gái ta xa chút. Châu Giao cũng có ý tốt muốn nhắc nhở đại tỷ, ở trước mặt người cả thôn hai người như vậy thì làm sao? Thẩm Lệ cũng nhân cơ hội đáp, sư phụ ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện hôm nay, văn thư sính lễ sẽ không thiếu thứ gì. Châu Thanh hiểu lầm hắn vì trách nhiệm nên lên tiếng, gì mà văn thư sính lễ? Châu Thanh, ta là kiểu tiểu tiện nhân sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của người ta sao? Được rồi ta biết huynh vừa rồi là dùng kế tạm thời, cảm ơn nha. Châu Giao lại lo lắng, nhưng đại tỷ nếu tỷ không gả cho huynh ấy sau này bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ thì sao đây? Châu Thanh là người mang tư tưởng hiện đại mà, cứ kệ đi bọn họ thích thì cứ để bọn họ nói, ta không quan tâm. Châu Hoài Sơn lại có ý gì đó chỉ thẳng mặt Thẩm Lệ, nói cho ngươi biết, nếu sau này Thành Vũ muốn cưới con gái ta chỉ cần con gái ta đồng ý ta sẽ đáp ứng ngay. Nếu là ngươi trừ khi ta thi đỗ tiến sĩ, nếu không nghĩ cũng đừng hòng. Lão nhị cười đắc ý, đợi ta thi đỗ tiến sĩ thì như đợi Tết công gô đi. Châu Thanh lại nghiêm túc bảo, cha người nói lung tung gì vậy, ta là kiểu người muốn gả đi sao? Ta không trông chừng cha thi đỗ tiến sĩ sao, ta có thể yên tâm gả cho người ta được. Câu nói khiến Châu Hoài Sơn chết lặng, còn Thẩm Lệ như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt lão nhị quyết tâm nói, ta nhất định cố gắng giúp sư phụ thi đỗ tiến sĩ. Lúc này lão nhị kinh hoàng nhận ra tiêu rồi, hình như mình tự đẩy mình xuống hố rồi. Châu Thanh nói tiếp, trước tiên đối phó với cuộc thi ngày mai trước đã. Thẩm Lệ liền nhất trí, đúng, phải tiếp tục cố gắng. Hoài Lâm cũng bàn luận với vợ mình, mặc dù hôm nay ầm ĩ một trận nhưng cũng xem là nhờ họa được phúc. Bên đại phòng và chính phòng cũng sẽ không can thiệp chuyện của chúng ta nữa. Triệu thị cũng thấy đúng, nhưng mà chuyện Thẩm Lệ với Thanh nha đầu bất luận sau này có thành thân không. Đột nhiên đang nói giữa chừng, cô nhìn thấy Bình Nhi liền dặn dò, sau này canh chừng tỷ con, đừng để con bé ở riêng với họ Thẩm đó. Cậu nhóc này rất quyết tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ngay trong buổi tối đó, Châu Bình liền thực hiện nhiệm vụ, cậu nhóc chen vào giữa hai người hồn nhiên bảo, đại sư huynh mọi người cứ tiếp tục coi như ta không tồn tại.
Bên này Châu Thanh vẫn tập trung dặn dò phụ thân mình quyển này cũng phải học. Thấy Châu Bình đến, lão nhị vẫn sầu não, ngươi cũng đến giày vò ta sao? Sau thời gian giày vò, lão nhị cuối cùng cũng xong. Châu Thanh lên tiếng, mệt mỏi cả đêm mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải vào thành thi đấu nữa, chỗ này cứ để ta dọn dẹp. Thẩm Lệ có chút luyến tiếc bị Châu Bình kéo đi, muội cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Sau khi mọi người đi hết, Châu Giao mới lên tiếng hỏi Châu Thanh, đại tỷ cảm thấy Thẩm Lệ không tốt sao? Châu Thanh không nghĩ gì, thản nhiên đáp, hắn tốt. Cô bé lại hỏi tiếp, thế tại sao tỷ không chịu gả cho hắn? Châu Thanh khó hiểu, với cô em gái này tốt thì ta phải gả à? Thế trên đời này nhiều nam nhân tốt như vậy, ta gả được hết sao? Cô bé khó khăn nhắc lại chuyện khi nãy, nhưng dù sao vừa rồi tỷ với Thẩm Lệ cũng đã hôn môi, tỷ không gả cho hắn sẽ bị nói ra nói vào. Thanh Thanh thật sự không hiểu sao cứ phải gả đi chứ, một mình ăn ngon mặc đẹp không tốt sao, cần nam nhân làm gì? Giao Nhi đương nhiên không hề nghĩ đến chuyện đó. Châu Thanh liền khai sáng cho cô em mình, muội nghĩ đi gả cho người ta có phải là có khả năng hai bên không hợp rồi cãi cọ, còn có thể đánh nhau, nếu tên đó đàng hoàng thì còn tạm, nếu không phải thứ đàng hoàng gì, thế không phải muội lo lắng nhọc lòng suốt ngày à? Không gả cho người ta thì đơn giản nhiều rồi, bản thân ăn no cả nhà không đói, muốn làm gì thì làm, ai mà quản được chứ? Giao Nhi liền nhớ đến trước đó nhìn thấy đại bá với Lưu Quá Phụ đã khiến cô ám ảnh, giờ thì được nghe những điều này cô bé như được khai sáng, còn có thể như vậy nữa sao? Hai thiếu nữ không ngờ sẽ có người nghe lén họ nói chuyện. Châu Bình liền nghĩ, gì nói đó, con gái bây giờ đều nghĩ như vậy sao, thế sau này mình khó mà tìm thê tử rồi. Bên này Thẩm Lệ cũng không khá hơn, hóa ra muội ấy nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là sáng ngày hôm sau, như đã dự kiến, cha con Châu Thanh và Thẩm Lệ lên đường vào thành. Bên trong xe ngựa, Hoài Sơn đáng thương nói, con gái ta căng thẳng. Con gái hiểu ý liền mua chuộc bằng đồ ăn, nếu hôm nay đấu thắng ta sẽ cho cha ăn lẩu dê 3 ngày liên tiếp. Hắn thở dài nói tiếp, đời này ta cũng từng đấu với người ta vô số lần, ngoài đấu châu chấu thắng ra cái khác đều chưa từng thắng. Cô thắc mắc, cha chưa từng đấu viết chữ với người ta à? Hắn liền đắc ý, chữ của ta ai dám đấu chứ? Cô liền thừa thắng xông lên, thế không phải được rồi à, hôm nay cha dùng chữ thắng triệt để hắn ta đi. Lão nhị liền khóc lóc, nhưng thi đấu cũng đâu phải chỉ thi mỗi viết chữ. Cô vẫn kiên định, cha nhất định được mà. Trong lúc dần co, đột nhiên lão nhị đánh giấm khiến Châu Thanh choáng váng. Cha đã nói cha ăn ít củ cải thôi mà cha cứ không nghe, thối chết mất. Thế mà Hoài Sơn cũng nghĩ ra được cách đúng ha, nếu lúc thi đấu hắn quá lợi hại ta sẽ thả giấm làm rối tiết tấu của hắn, thối chết hắn. Thẩm Lệ còn thầm khen sư phụ đúng là tài thật. Vừa đến nơi, Từ Phong với Triệu Đại Thành đã chờ sẵn ở đó, còn chuẩn bị cả lôi đài. Châu Hoài Sơn liền hoảng sợ, con gái sao ở đây còn có lôi đài vậy, đừng nói hôm nay ta phải chết trên đó đó chứ. Cô cũng không ngờ trưởng quầy lại làm lớn chuyện như vậy. Lúc trưởng quầy cũng đang thắc mắc, ông nông dân này là cha của Châu cô nương sao? Bên đây Châu Thanh liền cầm dao uy hiếp, phụ thân mau lên đó. Ông tiếp tục đánh giá, nhìn có vẻ chỉ là một nông dân bình thường thôi, mọi người cũng đang bàn luận công tử bột với ông nông dân, đây không phải trận đấu giành chỉ tiêu à? Lão nhị vừa lên đến nơi, Triệu Đại Thành đã hống hách không biết trời cao đất rộng. Ta thấy ngươi không lo làm ruộng mà ra ngoài làm trò cười cho người ta hay ho lắm sao? Hắn nghĩ khi người nghĩ nhìn thế nào cũng là một tên hèn hại, mình trước đó còn lo lắng như vậy. Lão nhị tất nhiên không chịu thua, không phải ngươi cũng đi bắt châu chấu à, như nhau thôi. Hắn liền tức giận quát, nông dân chân đất mà cũng dám so với ta, hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của ta. Mọi người bên dưới có vẻ rất phấn khích, sao lại thấy công tử bột với ông nông dân này rất thú vị, để xem ai phế hơn. Nhân lúc không khí đang nóng, trưởng quầy tuyên bố bắt đầu cuộc thi vòng đầu tiên viết đệ tử quy. Mọi người nhanh chóng bàn luận, tài liệu đơn giản như vậy là để thiên vị Triệu Đại Thành sao? Châu Thanh cũng quay sang hỏi Thẩm Lệ, đây có tính là thả cửa không? Nhưng hắn lại đáp, trưởng quầy ra câu hỏi này cũng xem là cao minh. Thanh Thanh thắc mắc, sao lại cao minh? Thẩm Lệ từ tốn giải thích, mặc dù đệ tử quy là tài liệu vỡ lòng, nhưng cũng chính vì nó là tài liệu vỡ lòng nên rất nhiều học tử đều học xong rồi quên rồi. Có thể viết ra được, có thể thấy nền tảng vững chắc, yên tâm sư phụ thuộc mà. Nhìn biểu cảm đã dự tính được mọi việc của ông ấy kìa, cô có chút hoang mang, đó là biểu cảm đã dự tính được mọi việc à? Thế là vòng đầu nhanh chóng qua đi, thời gian là một nén nhang đã hết. Châu Hoài Sơn có vẻ tự tin, cái này quá đơn giản cho dù là mình cũng viết ra được. Còn bên Triệu Đại Thành thì có vẻ hắn không kịp giờ, ngay sau đó bài làm được dán lên công khai cho mọi người cùng đánh giá, một giọng nói ngạc nhiên cất lên. Gì chứ, đệ tử quy phóng khoáng lưu loát sinh động này là do Châu Hoài Sơn viết ra sao? So sánh với nhau thì kết quả quá rõ rồi. Châu Thanh cũng ngạc nhiên, phụ thân đúng là có bản lĩnh. Mọi người bên dưới bắt đầu ủng hộ Châu Hoài Sơn được nha, tiếp theo cũng phải cố gắng đó. Triệu Đại Thành không còn mặt mũi vẫn cố chấp cảnh cáo, ngươi đợi đó cho ta. Châu Hoài Sơn liền đáp, được ta đợi nè, còn tặng kèm theo một trái bơm khiến tên công tử kia như sắp ngất, trời đất ơi thối chết mất. Trưởng quầy lại tiếp tục thông báo, vòng thứ nhất vừa đánh giá được nền tảng vừa so sánh chữ viết rất rõ ràng. Vòng đầu Châu Hoài Sơn thắng, vòng tiếp theo do hai người họ tự định nội dung thi đấu, làm thơ vẽ tranh đều được. Thẩm Lệ lên tiếng bảo, ta nói mà sư phụ nhất định làm được. Trưởng quầy cũng thay đổi cách nhìn, lúc ban đầu không ngờ Châu Hoài Sơn cũng có chút bản lĩnh, dẫu sao cũng đã có thể viết ra thơ hay như thế. Châu Hoài Sơn cũng bắt đầu đắc ý, nghe nói ngươi không học không hành không có chí cầu tiến, nếu thi làm thơ vẽ tranh với ngươi thắng cũng chẳng có gì hay ho, không bằng cứ so sở trường của ngươi đi. Châu Thanh nghe vậy liền nghĩ, câu này nói ra từ miệng của công tử bột thâm niên như cha đúng là đặc biệt. Trưởng quầy cũng bó tay, ta bảo ngươi đến thi đấu là vì để ngươi làm thơ, nhưng kết quả ngươi làm trò này cho ta coi sao. Mọi người nghe lời thách đấu của Hoài Sơn cũng phấn khích cổ vũ, ông nông dân ngầu quá, được đó được đó. Triệu Đại Thành đắc ý cười gian xảo, đây là ngươi tự nói đó, đừng hối hận. Lão nhị vẫn bình thản đáp, ừ giờ thi gì đây. Hắn liền đưa ra đề, thế thì thi đan lồng nuôi dế đi, ngươi là nông dân, đan mấy cái này đối với ngươi cũng không có gì lạ, đừng có nói là ta bắt nạt ngươi.
thời gian một nén nhang ai đan được nhiều hơn thì thắng. Trưởng quầy bên dưới tức đến ói máu, không hổ là ngươi nha. Châu Hoài Sơn vẫn hòa nhã vui vẻ đáp, được theo ý ngươi. Trưởng quầy lúc này nghe xong không trụ vững được nữa. Triệu Đại Thành liền ra lệnh tiểu tư đem sợi tre đến đây. Cậu nhóc tiểu tư liền nhanh nhẹn chạy đi. Thẩm Lệ có chút lo lắng, Triệu Đại Thành rất giỏi chuyện này, bình thường đắc ý nhất là lồng nuôi dế sư phụ có được không. Châu Thanh chỉ lãnh đạm nói một chữ ừ, nhưng bên trong rất rõ chắc là không vấn đề gì. Trưởng quầy lúc này đã ngất tại chỗ. Hai học tử tranh chỉ tiêu đi thi lại ngồi trên lôi đài thi đan lồng dế. Vòng thi thứ hai, thời gian một nén nhang bắt đầu. Triệu Đại Thành tự tin nghĩ, để mấy người chiêm ngưỡng tay nghề đan đồ tinh xảo của ta. Đúng lúc này Châu Hoài Sơn lại đánh rắm khiến đối phương phân tâm. Đây chính là kế sách của lão nhị đại kỵ, khi đan lồng là tâm thần bất định. Lại một lần nữa hết thời gian, thành quả là Triệu Đại Thành 35 cái. Châu Thanh cũng phải công nhận, không thể không nói thời gian một nén nhang 35 cái cũng đúng lợi hại. Vị công tử này liền đắc ý sai người mau đi đếm của hắn đi. Lúc này hắn còn cười lớn, ta thắng chắc rồi. Sau khi đếm xong, tên hạ nhân có vẻ ngập ngừng nên Triệu Đại Thành bảo mau nói lớn lên. Là 40 cái, lão nhị còn bồi thêm một câu đã nhường rồi. Triệu Đại Thành mặt như cắt không còn miếng máu, không thể nào. Mọi người bên dưới được trận cười lớn, thế mà thi đang lồng nuôi dế với ông nông dân ư, Triệu Đại Thành này nghĩ thế nào vậy? Thẩm Lệ bên cạnh cũng khen ngợi, đúng ha, đây là ưu thế của sư phụ mà. Còn Châu Thanh thì hiển nhiên nghĩ công tử bột thâm niên thắng công tử bột mới nổi thôi mà. Nhưng cô có một ý hay, mấy cái lồng này cũng bán lấy tiền được nhỉ. Trưởng quầy dù trước đó ngất cũng phải tỉnh lại thông báo vòng thứ hai vẫn là Châu Hoài Sơn thắng. Triệu Đại Thành vẫn muốn phản kháng, ta không phục. Mấy người xem lồng ta làm tinh xảo tỉ mỉ thế này, thật sự là đồ nghệ thuật đó. Nhưng lời khen vẫn nghiêng về Châu Hoài Sơn, bên này cũng rất tốt, còn có cách đan này nữa sao? Triệu Đại Thành bắt đầu lo lắng, nếu giờ không lấy lại mặt mũi sau này ta làm sao sống tiếp ở huyện Thanh Hà chứ? Hắn lại muốn thách đấu, lần này là thả xúc sắc. Mọi người bắt đầu la hét muốn đuổi Triệu Đại Thành xuống, còn trưởng quầy sớm đã đen mặt nghĩ, mặt mũi của người đọc sách đều bị ngươi làm mất sạch rồi. Ông liền giận dữ tuyên bố, thi đấu hôm nay kết thúc ở đây, Châu Hoài Sơn thắng. Chỉ tiêu tham gia cuộc thi đồng sinh năm nay trong tay ta thuộc về Châu Hoài Sơn, mặc dù thắng nhưng trong lòng hắn cũng muốn chơi xúc sắc. Châu Thanh bên dưới cũng la lớn, vui mừng tốt quá rồi. Triệu Đại Thành vẫn cố chấp, ngươi có dám đấu không, nếu ngươi không đấu ngươi không phải nam nhân. Trưởng quầy liền quát, còn không mau lôi nó xuống. Ông thở dài tiếc nuối, vốn định là muốn để Châu Hoài Sơn làm một bài thơ hay trên lôi đài cho mọi người nghe. Tập thơ của mình còn có thể thêm một tác phẩm, thế mà cuộc thi đàng hoàng biến thành thế này. Bỗng có người hỏi, ông trưởng quầy có bán lồng dế không? Ông liền nhận ra là tên lông bông hay chơi với Triệu Đại Thành. Ông liền hét giá cho bỏ ghét, bán 10 lượng à không, 20 lượng bạc một cái. Châu Thanh bên cạnh nghe mà cả kinh, hãi, giá này mà cũng có người mua à, thế mà tên kia lại mua hết. Trưởng quầy có lẽ đã quá quen thuộc, bọn họ đều là công tử nhà giàu không cầu thăng tiến. Đừng nói 20 lượng 50 lượng cũng sẽ mua. Vậy mà ông lại đưa số bạc này cho cha con Châu Thanh, bạc này các ngươi nhận đi làm phí đi học. Mắt Thanh Thanh liền sáng lấp lánh, đây là thật sao? Trưởng quầy còn đưa cả thư giới thiệu dặn dò, nếu sau này có thơ hay nhất định phải đem đến chỗ ta trước đó. Châu Hoài Sơn liền nói, con gái thời của cha đến rồi, sau này cha nuôi con. Châu Thanh không biết nên vui hay nên buồn, đống này đến 700 lượng ư. Mình vừa bận bịu bán chữ vừa cướp ở chỗ Vương Cường cũng chẳng được bao nhiêu. Cha mình đến đấu một trận, người có gì thì đấu nấy, không những lấy được tư cách tham gia thi còn tiện thể lấy được 700 lượng hiện ngân. Thế giới của công tử bột quả nhiên khiến mình mở rộng tầm mắt, cô cũng không tiếc lời khen ngợi, cha đúng là lợi hại. Lúc này Thẩm Lệ lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên được nhiều bạc thế này lại ở trước mặt mọi người, khó tránh có kẻ xấu dòng ngó sư phụ ta cảm thấy. Hắn còn nói chưa xong đã bị lão nhị ngắt lời, tiểu tử thối, ta còn chưa quên chuyện tối qua đâu nha. Quay qua con gái liền vui vẻ nói, con gái đi đến quán ăn ngon nhất huyện Thanh Hà, cha dẫn con đi tiêu xái một bữa. Nhưng cô vẫn lo cha chúng ta đem bạc gửi trước đi. Thẩm Lệ nói đúng, để nhiều bạc như vậy trên người không an toàn đâu. Châu Hoài Sơn vô thức nói, 700 lượng này cũng tính là nhiều à? Thẩm Lệ nghe vậy có nghi ngờ, đối với mấy công hầu bá phủ ở kinh đô thì không tính là nhiều, nhưng hắn chưa nghi ngờ được bao nhiêu thì Châu Thanh đã nhắc khéo cha mình. Châu Hoài Sơn vội nói thêm, ý cha là siêu nhiều luôn. Sau đó con gái kêu đưa bạc, hắn liền ngoan ngoãn đưa. Cô chỉ ném lại cho phụ thân một khối bạc, cái này để lại cho chúng ta tiêu xái, số còn lại đem gửi đi. Thế là lão nhị liền muốn dẫn con gái đi ăn, nhưng Thẩm Lệ lại có ý mời nên ông cũng không khách khí. Lát nữa đừng khách sáo, gọi cho hắn chết luôn, ai kêu hắn hống hách, không phải chỉ là ông chủ nhỏ của hiệu văn phòng phẩm thôi à? Cô liền lặp lại câu nói, có chút tò mò hỏi, ông chủ của hiệu văn phòng phẩm ư? Cha sao cha biết chữ hiệu văn phòng phẩm này? Cô nghĩ không lẽ vốn từ của công tử bột cổ đại nhiều vậy sao? Ông ta liền giải thích là quyển thoại bản ta thích đọc trước đây có nhắc đến, nói cửa tiệm bán văn phòng tứ bảo thật ra đều được gọi chung là hiệu văn phòng phẩm. Châu Thanh liền chuyển chủ đề nhắc nhở, cha đàng hoàng coi sắp thành cua rồi kìa. Thẩm Lệ theo sau họ kết luận tất cả là do thân phận của chính mình không ổn. Sau đó Thẩm Lệ đề nghị sư phụ, chúng ta vào đây đi Phượng Trúc Hiên. Châu Hoài Sơn phía sau cứ lèm bèm về cửa hiệu Phượng Trúc Hiên. Cũng không phải có hoàng hậu đến còn phượng nữa, may mà đây chỉ là huyện thành nhỏ, nếu là kinh đô thì đã bị xử trảm lâu rồi. Châu Thanh thì nghĩ ăn cơm ở đây nhất định rất đắt nhỉ. Thẩm Lệ liền không câu nệ, không sao cứ việc gọi. Châu Hoài Sơn liền không khách sáo, là do ngươi nói đó nha, cứ việc gọi ư? Một tiểu nhị vui vẻ tiếp đón, khách quan dùng gì ạ? Lão nhị nhanh chóng gọi tiểu nhị, trên thực đơn mấy người có món gì đều lên một phần. Châu Thanh vội nhắc nhở người gọi đàng hoàng coi. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng khóc, Châu Thanh lại mơ hồ nhận ra tiếng khóc quen thuộc này, thì ra là tiếng khóc của mẹ Vương Cường ở phòng bên cạnh, Cường tử tội nghiệp của ta.
Châu Hoài Hải cũng ở đó tỏ vẻ vô can, nói ai mà ngờ Vương Cường bị huyện nha bắt rồi và đang làm quân vác sửa đường bên thập lý phố chứ. Mẹ Vương Cường gắt gỏng hỏi cũng không nói khi nào thả ra sao, hắn cũng trả lời qua loa cho qua chuyện, nói rồi khi nào sửa xong đường thì khi đó thả. Bà ta lại tiếp tục khóc lóc. Thấy thế, Vương Thị bên cạnh cũng giả vờ an ủi, tỷ tỷ dù gì người cũng không sao. Vậy mà bà ta lại phun nước bọt vào mặt muội muội mình, lớn tiếng mắng chửi, nên cha con Châu Thanh được dịp hóng chuyện. Cái thứ không ra gì chỉ biết gài ta, ngươi nói nhìn thấy Châu Thanh với Vương Cường cùng vào chùa hoang là nói dối chứ gì, hại ta bị mất mặt. Cha con Châu Thanh bên ngoài biết được sự thật cũng phẫn nộ không kém, không ngờ là như vậy, may mà hôm qua đã làm ầm một phen, coi như chúng ta đã triệt để cắt đứt với bọn họ rồi. Gác lại phẫn nộ, cô thắc mắc hỏi Thẩm Lệ tại sao Vương Cường bị bắt đi sửa đường vậy. Hắn chu đáo giải thích cặn kẽ, bệ hạ bổn triều anh minh, các châu huyện Quảng Hưng, Thủy Lợi và Đại Hưng tu lộ phàm là phạm phải tội đốt giết gian dâm, hơn nữa tình tiết ác liệt nhưng không xảy ra án mạng, toàn bộ đều phái đi sửa đường. Cô lại hỏi thêm phải sửa trong bao lâu thì nhận được một tin tốt là suốt phần đời còn lại. Lão nhị nghe vậy vui mừng cười lớn, tốt rồi, thế thì thằng nhãi đó sẽ không đến làm phiền con nữa. Cô cũng thấy đúng, mặc dù tội phán quá nặng nhưng đáng đời hắn. Thẩm Lệ gác chuyện tiểu nhân qua một bên, bảo đừng nói hắn nữa, mau vào ngồi đi. Đúng lúc này tiểu nhị cũng đem đồ ăn đến, nào tránh qua cho tôi, đồ ăn đến rồi. Chỉ có ba người nhưng bàn ăn không thể thịnh soạn hơn được nữa. Châu Thanh vội vàng hỏi lại, không phải chứ, cái này có nhầm không vậy? Rõ ràng chỉ gọi ba mặn ba chay một canh thôi mà. Tiểu nhị nhanh nhẹn đáp, không có nhầm, vị công tử đây đã gọi tất cả món ăn của quán chúng ta. Rồi lại quay sang kêu người kê thêm một cái bàn nữa. Châu Thanh bối rối hỏi lại, huynh gọi hết thật à, như vậy phải bao nhiêu bạc vậy, huynh điên rồi à? Lại hỏi sang tiểu nhị, cái này có hủy được không, chúng ta cũng không ăn hết nhiều như vậy. Tiểu nhị liền trả lời không thể hủy, nhưng mà quán chúng ta có thể đóng gói mang về miễn phí. Đến lượt Thẩm Lệ giải thích, vẫn luôn muốn mời sư phụ với Thanh cô nương đến đây ăn cơm, nhưng chẳng có cơ hội, không dễ gì hôm nay sư phụ xong hỉ lâm môn nên ta gọi nhiều một chút cũng xem là tấm lòng của người làm trò. Lão nhị cũng có chút ngạc nhiên, mình tưởng chỉ có mình mới chơi thế này, nhưng mở miệng thì lại nghi ngờ, có phải ngươi muốn thông qua cách này theo đuổi con gái ta không? Châu Thanh liền lên tiếng nhắc nhở, cha người lại nói lung tung gì vậy? Thẩm Lệ chỉ biết cười trừ, đương nhiên không phải sư phụ nghĩ nhiều rồi. Ông ta vẫn không từ bỏ, lại bắt đầu nói năng tào lao, con gái ta có chỗ nào không tốt? Tại sao ngươi không thích con bé, rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả? Thanh Thanh hoàn toàn bất lực với người phụ thân này, đừng quậy nữa, chúng con chỉ là huynh đệ tốt mà thôi. Nghe ba từ huynh đệ tốt mà như rằm trong tim, nhưng hắn vẫn phải nói rõ, sư phụ trước mắt ta đối với Thanh cô nương chỉ có tình huynh muội, không có ý gì khác. Chuyện tối qua thật sự là vì chuyện xảy ra đột ngột bất đắc dĩ nên phải làm vậy. Châu Thanh cũng lên tiếng tiếp lời, cha Thẩm Lệ người ta phụ đạo cha học suốt ngày còn không nói, hôm nay vì để chúc mừng cha thắng cuộc thi còn đặc biệt tốn kém, cha cứ chống đối người ta vậy, huynh ấy là đồ đệ của cha đó, ông ấy vẫn cố cãi cho bằng được, con gái ta thập lý bát hương nhất chi hoa nên không thích con gái ta đều là có mắt như mù. Lúc này đồ ăn lại đến thêm nữa, ông ấy bắt đầu ăn cho bỏ ghét, sợ nhãi danh nhớ nhung con gái mình, lại sợ không có nhãi danh nhớ nhung con gái mình, sao lại mâu thuẫn như vậy chứ. Cô có chút áy náy với thái độ của cha mình nên nói, cha ta huynh đừng để ý. Cả hai bên trong khi đang tán gẫu cũng không ngờ bên ngoài lại gặp phải bọn người Triệu Đại Thành. Tên đi chung với hắn lên tiếng bảo, kia đồ quê mùa ở trong đó, khiến Triệu Đại Thành càng thêm tức tối, đồ quê mùa chết tiệt, ta nhất định cho ngươi biết mặt. Chớp mắt người qua đường đều biết Châu Hoài Sơn cầm 700 lượng bạc gọi hết tất cả món ăn ở Tửu Lâu Phúc Thuận. Những kẻ tiểu nhân lại đi đố kỵ đồ quê mùa chính là đồ quê mùa lấy được một khoản tiền lớn như thế. Thế mà dùng ăn cơm hết rồi, vốn còn định nhân cơ hội cướp của hắn nữa. Sau khi ba người ăn xong rời đi, mặc dù đồ ăn ngon nhưng Châu Thanh vẫn tiếc tiền. Hai người đang nói chuyện bình thường thì lão nhị lại chen vào hỏi, đã đóng gói xong chưa, ý muốn tách hai người họ ra. Thế mà nhìn lại chiếc xe đồ ăn đã đóng gói hết một nửa xe luôn. Thẩm Lệ lại có ý tốt hỏi sư phụ có muốn đi đâu hóng mát nữa không, nhưng ông không định đi nữa vì về đến nhà cũng mất phải nửa ngày đường, lại nói Bình Nhi sẽ vui lắm khi thấy nhiều đồ ăn ngon. Trong lúc họ lên đường chuẩn bị về nhà thì một ông lão ăn xin từ đâu xuất hiện. Đại gia giúp đỡ được không, ta đã ba ngày không ăn cơm rồi, đói đến mức cầm bát cũng không nổi nữa. Nhưng tưởng Châu Hoài Sơn sẽ mủi lòng nhưng mặt hắn lại trở nên gian xảo, hỏi cầm không nổi hả? Thế là hắn lấy đi bớt tiền trong bát của ông lão, sau đó còn vui vẻ nói, thế này thì bát nhẹ nhiều rồi nên ông đi xin tiếp đi. Ông lão cũng phải cạn lời trước sự giúp đỡ đặc biệt này. Châu Thanh cũng khó hiểu trước hành động này của phụ thân mình, cha làm gì vậy, sao có thể bắt nạt ăn xin. Ông lão kia cũng quay sang phẫn nộ, ngươi giỏi lắm, trong bộ dạng hiền lành thế mà đến tiền của ăn xin cũng cướp. Nhưng nhờ như vậy ông lão này mới bị vạch trần thân phận. Châu Thanh lúc này vô cùng kinh ngạc, thì ra là Triệu Đại Thành ông ta cũng có sở thích làm ăn xin sao. Đúng lúc này thật xui sao tóc giả râu giả đều rơi xuống. Lại thêm buồn cười là mọi người xung quanh đều phát giác là Triệu Đại Thành. Tên ăn chơi lêu lỏng này lại đang chơi trò gì vậy? Châu Hoài Sơn cũng tỏ ý khinh thường, ngươi đi tìm người khác chơi đi, ta còn phải về nhà đọc sách. Triệu Đại Thành lúc này nhìn thấy tên đồng bọn ra hiệu liền bỏ lại một câu rồi rời đi, Châu Hoài Sơn ngươi sắp gặp họa lớn rồi. Sau đó hắn cười lớn tung tăng bỏ đi. Lúc này Châu Thanh mới hỏi lại, cha nhận ra trước rồi à, chuyện tên ăn xin đó là Triệu Đại Thành. Châu Hoài Sơn được dịp đắc ý muốn đấu với Châu Hoài Sơn ta, hắn còn non lắm. Mấy trò hắn chơi bây giờ sau 20 tuổi ta đã không chơi nữa rồi, đúng là đồ kém cỏi. Thẩm Lệ cũng tiếp lời nịnh nọt, không hổ danh là sư phụ. Còn về Triệu Đại Thành, sau khi rời đi hắn đến chỗ của tên đồng bọn hỏi tình hình. Tên kia liền bảo yên tâm đi, lúc bọn chúng không chú ý ta đã bỏ bao gà hầm nấm trộn bã đậu vào rồi. Triệu Đại Thành liền lộ nụ cười gian xảo, tốt lắm,
Sau đó xe của ba người về đến thôn đi ngang qua lúc ông bà Châu Gia đang làm ruộng, hai người họ liền chú ý đưa mắt nhìn. Lúc này lão bà Tôn Thị mũi thính như mũi lợn, người thấy mùi thức ăn liền thèm nhỏ dãi nói thơm quá đi, bọn chúng đang kéo nửa xe đồ ăn đấy hả? Cả hai vợ chồng đều như bị bỏ đói mà nuốt nước bọt. Lão bà phù thủy này lại nổi tính xấu quăng cái lưỡi liềm nói không được dựa vào gì chúng nó được ăn ngon mà người làm cha nương như chúng ta phải đứng ở đây ngửi chứ. Châu lão ra thấy thế liền ngăn cản bà đi đâu đó mấy hôm trước ầm ĩ còn chê chưa đủ mất mặt sao. Bà ta lại lý luận chúng nó ăn đồ ngon nhà lão đại còn chưa biết chuyện mà ông nhịn được à, yên tâm lần này ta sẽ không quậy. Quay lại ba người bọn họ sau khi quay về nhà thì như đã dự đoán được, cậu nhóc Châu Bình mừng rỡ nịnh nọt nhị bá đại sư huynh ta nhớ mọi người quá đi. Miệng thì nói nhớ mọi người nhưng cậu nhóc lại ôm đồ ăn trước nhà. Còn hỏi nhị bá sao bác mua nhiều đồ ăn ngon dị. Châu Hoài Sơn thấy cậu nhóc vui vẻ cũng vui lây liền gọi lão tam. Lâm tử mau đến lấy đào, ta đã mua đào mà đệ thích ăn nhất này. Đang vui vẻ thì cậu nhóc thấy nãi nãi đang đi đến liền cảnh giác bà muốn làm gì. Một mùi xảo trá bốc ra từ người bà ta khiến Châu Thanh cũng phải tránh xa. Thanh nha đầu, trước đây đều do bà không đúng, bà xin lỗi con. Con cầm mấy quả trứng gà này rồi thì tha lỗi cho bà đi. Cô vẫn né như né tà trứng gà thì không cần bà cầm về đi. Bà ta lại quay sang xe đồ ăn bên cạnh vừa nói tay thì vừa lấy đồ. Ôi Thanh nha đầu đúng là có bản lĩnh rồi, mua nhiều đồ ăn thế này đúng là ta còn chưa ăn cơm nên Thanh nha đầu không để ý chứ. Bà ta đạt được mục đích liền cười đê tiện nói bà không làm phiền mấy đứa ăn cơm nữa. Cậu nhóc Châu Bình cũng thấy không vừa mắt với hành động này, chuyện gì đây chứ, bà lớn tuổi rồi sao còn như vậy. Châu Thanh vốn cũng không hẹp hòi, cô bảo đừng để tâm, dù sao nhiều như vậy không ăn cũng hỏng thôi. Hoài Lâm trong lòng cũng không vui vẻ gì, nếu không phải cha nương thiên vị cả nhà đại ca, hại Thanh Nhi cần gì đến mức này, chắc trong lòng nhị ca cũng không dễ chịu gì. Nhưng thực tế lại phũ phàng, lão nhị chẳng thèm quan tâm vẫn đang vui vẻ ăn đào. Lâm tử đào này ngon lắm, ăn một trái đi. Hai vợ chồng lão tam cũng hạn hán lời với sư huynh mình, hình như nhị ca còn không để ý nương có đến nữa mà. Lúc này lại chuyển cảnh đến nhà đại phòng, có người đến đưa thư, lão Châu ra có thư của nhà mấy người. Châu lão ra xem tên người gửi liền vui mừng là Châu Viễn Ư. Hai vợ chồng Hoài Hải lúc này cũng vừa về đến, Vương thị mừng rỡ hỏi là Viễn ca gửi thư về sao. Châu lão ra cũng lên tiếng mấy đứa về đúng lúc lắm, lại đọc đi. Đọc xong một bức thư bốn người đều há hốc mồm. Hóa ra trung thu Châu Viễn theo tiên sinh và bạn đi du học, trên đường tình cờ gặp được tam tiểu thư của Đoan Khang bá phủ kinh đô. Tam tiểu thư đi thuyền bất cẩn rơi xuống sông và Châu Viễn kịp thời tương cứu. Vốn dĩ Đoan Khang bá phủ muốn dùng ngàn vàng đáp tạ Châu Viễn, ai ngờ tam tiểu thư lại nhìn trúng Châu Viễn nên muốn kết thân. Hiện tại Châu Viễn đã theo tam tiểu thư của Đoan Khang đến kinh đô, năm nay cũng không tham gia khoa khảo nữa, Đoan Khang bá phủ muốn cho hắn một chức vị ở kinh đô. Châu Hoài Hải vui mừng nói tiếp, ở đây còn có một tấm ngân phiếu 1000 lượng này. Viễn ca nói đã mua một đại trạch ở huyện thành. Lão bà Tôn thị cũng xúc động lên tiếng, ta biết mà. Viễn ca có tiền đồ, không ngờ lại có thể có bản lĩnh thế này. Vương thị cũng tiếp lời, đó là bá phủ đó, sau này Viễn ca của chúng ta chính là nhân trung long phụng rồi. Châu lão gia cũng nức nở khen ngợi, giỏi Viễn ca giỏi. Lão bà Tôn thị liền nhân cơ hội ăn mừng, chuyện tốt thế này nhất định phải chúc mừng một phen, vừa hay hôm nay có đồ ngon. Nhà đại phòng ai cũng hào hứng đồng ý, một bàn thức ăn thịnh soạn nhanh chóng được bày biện. Châu Hoài Hải liền nhìn ra gà hầm nấm thịt chiên giòn. Nương đây hình như là món của Tửu lâu Phúc Thuận nương đặc biệt đi mua về à? Bà ta liền không biết ngượng mà nói, dối phải đó, ta thương các con biết bao. Thế là bốn người bọn họ nhanh chóng thưởng thức mà không biết rằng, món gà hầm nấm trộn với bã đậu khi nãy do bọn người Triệu Đại Thanh bỏ vào. Kết quả của việc này là một nhà bốn người đều dành nhau cái nhà xí, đúng là đáng đời cho những kẻ tham lam. Thế là cả bốn người phải ra vào nhà xí hết 3 ngày 3 đêm. Châu Hoài Hải lúc này mới hỏi lại, lão nương có phải đồ của Tửu lâu Phúc Thuận này hết hạn rồi không? Bà ta lúc này mới nói, thật ta thấy lão nhị kéo về một xe đồ nên ta tiện tay lấy một ít về. Lão đại lúc này ngạc nhiên, một xe đồ ăn của Tửu lâu Phúc Thuận thế phải bao nhiêu tiền chứ? Bà ta thật sự không biết nên hỏi lại đắt lắm sao. Hoài Hải liền phỏng đoán hai món chắc cũng 20 mấy lượng. Tôn thị nghe xong nổi cơn đố kỵ, chẳng trách đòi chia nhà, hóa ra là có tiền rồi. Nhưng mà Viễn ca của chúng ta làm nên chuyện rồi, bọn nó đừng hòng hưởng ké, nên bây giờ ta đi tìm trưởng thôn. Châu lão ra thắc mắc, ngăn lại tìm trưởng thôn làm gì? Bà ta cho rằng lão nhị lão tam sẽ liên lụy đến cháu trai của bà ta, nên muốn nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ, gạch tên hai đứa nó khỏi lão Châu gia ta. Sau này bọn chúng làm gì đều không ảnh hưởng đến cháu trai bà ta. Châu Bình Đức quá hoảng hốt trước quyết định này. Nhưng hai vợ chồng Châu Hoài Hải cũng hùa theo con, tán thành từ nay mạnh ai nấy sống cùng họ Châu, cũng không phải là một Châu. Ông không biết nói gì trước sự đồng lòng của ba mẹ con họ, hai vợ chồng lại quay sang thuyết phục Châu lão gia. Để lại lão nhị lão tam, bọn chúng thấy Viễn ca làm nên chuyện rồi sẽ giở trò. Phải đó cha, lỡ sau này Viễn ca xin về cho ta một cái cáo mệnh thì sao? Thôn Khánh Dương ta sẽ có đền thờ tự của lão Châu gia, thế này không tốt sao? Châu Bình Đức rốt cuộc cũng chỉ muốn có được mặt mũi, nghe vậy liền bị thuyết phục. Được rồi, ta và Hải Tử đến nhà trưởng thôn, còn hai người ở nhà nấu cơm hầm con gà đi. Tại nhà trưởng thôn, hạ nhân nhanh chóng đã bẩm báo lão gia Tử Châu gia đến rồi. Ông lại nghĩ không biết có chuyện gì nữa đây. Hai cha con Châu Bình Đức liền vào việc chính, có chuyện phiền thôn trưởng một lát. Trưởng thôn nghe xong không khỏi kinh ngạc, đoạn tuyệt quan hệ ở thôn Khánh Dương ư? Mấy đời nay chưa bao giờ xuất hiện nhà ai muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, nếu có làm ầm lên bất quá thì chia nhà thôi mà. Ông nhìn biểu hiện của họ lại thắc mắc, nhưng trong bộ dạng của Châu Bình Đức có vẻ cũng rất nguyện ý, không phải Châu Bình Đức luôn xem trọng một nhà đầy đủ nhất sao? Nhưng mà dù sao cũng là chuyện nhà người khác, ông cũng chỉ theo ý dân mà phục vụ. Liền ra lệnh cho Nhuận Tử đi gọi chú Hoài Sơn và chú Hoài Lâm đến đây một chuyến.
Nhuận Tử theo lời dặn liền đến mời hai huynh đệ lão nhị lão tam đến. Hoài Lâm nghe xong vô cùng thắc mắc, trưởng thôn gọi là có chuyện gì đây? Nhưng lão nhị lại không có ở đây, vì để chuẩn bị cho cha trạng thái dự thi tốt nhất nên ăn cơm chưa xong Thẩm Lệ đã đón ông ấy đến huyện thành rồi. Nên cô sẽ đi với tam thúc, thế chúng ta đến đó xem thử đi. Đến nơi Hoài Lâm nghe xong cũng xúc nặng, đoạn tuyệt quan hệ ư? Châu Thanh bên cạnh thì nhướng mày khó hiểu, không biết bọn họ có ý gì. Châu Hoài Hải liền lên mặt nói, các ngươi đến cha nương lão tử đều không nhận, chuyện đóng dấu tay cũng làm ra được, từ nay về sau các ngươi lo ăn thịt cá của các ngươi đi. Cha nương theo ta ăn chấu nuốt rau, liệt tổ liệt tông của lão Châu gia không còn quan hệ gì với các ngươi nữa. Lão Tam liền không chịu nổi cái cách kiêu ngạo của hắn, rốt cuộc tại sao hôm đó phải ấn dấu tay đại ca còn mặt mũi nhắc lại sao? Nghe vậy hắn liền lật mặt, ở đây là nhà trưởng thôn, nhắc đến mấy thứ tầm phào đó làm gì, thật là thiệt thòi cho lão Tam khi phải cãi nhau với loại người ngang như cô này. Châu Thanh nãy giờ đã đứng im lặng quan sát, cô liền kết luận, bộ dạng nói chuyện mà mắt sáng rực thế này chắc chắn là có vấn đề. Cô bắt đầu lên tiếng, cha ta không có ở đây, ta thay cha ta nói một câu, muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng được, nhưng con lợn đang nuôi trong nhà phải thuộc về chúng ta, nghe mà khiến người ta cạn lời. Thanh nha đầu, ngươi lấy một con lợn so với chuyện lớn thế này sao? Châu Hoài Hải liền sảng khoái đồng ý, chỉ cần có thể mau chóng vứt được hai cục nợ này, đừng nói một con lợn 10 con cũng được. Châu Thanh tiếp tục, ngoài ra ta muốn hỏi rõ, đoạn tuyệt quan hệ là chúng ta ra khỏi liệt tổ liệt tông hay là các ngươi ra khỏi liệt tổ liệt tông? Câu hỏi của cô khiến Châu Hoài Hải phẫn nộ, đương nhiên là các ngươi. Châu Thanh liền ra tiếp, điều kiện được thế phải cho ta và tam thúc mỗi người 20 lượng bạc phí bồi thường tinh thần. Nghe vậy kẻ tiểu nhân liền phẫn uất, ngươi điên rồi hả, sao ngươi không đi cướp đi? Châu Thanh cũng thẳng thắn, ta đang cướp đó, mỗi người 20 lượng, còn có con lợn và tất cả con gà của đại phòng và chính phòng, nếu cho chúng ta thì đoạn, còn không thì ta cứ không ký tên, dù sao người muốn đoạn cũng không phải ta, hoặc là các người ra khỏi liệt tổ liệt tông, thế chúng ta sẽ bồi thường lại mấy người. Châu Bình Đức liền muốn quát mắng lại thì bị trưởng thôn chặn lại, yêu cầu của Thanh nha đầu cũng không phải quá đáng, dẫu sao từ nay chúng ta cũng mất đi cội nguồn không có tổ tông, các người bồi thường một chút cũng là nên làm. Châu Hoài Hải liền quay lại hỏi ý phụ thân, cha con bọn họ trao đổi ánh mắt, bây giờ trong nhà có tới 1000 lượng bạc lận, chúng ta sắp dọn đến huyện thành sống rồi, cần lợn với gà gì chứ, cho nó đi. Châu lão gia liền hiểu ý gật đầu, thế là ông lên tiếng, được, cứ theo ngươi nói đều cho ngươi hết. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.